Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 3026 quá thê thảm. Lâm Nhất chắp tay đứng nhìn về phía hai thế lực cấp bậc bá chủ Tử Nguyệt Động Thiên và Tử Nguyệt Tông. Hắn đứng lặng giữa không gian này, lộ rõ sự sắc bén, tất cả đệ tử của hai thế lực cấp bậc bá chủ này đều run rẩy, sinh ra ý muốn quỳ rạp xuống đất. Mọi người đều không nói gì, xung quanh yên tĩnh, nhưng biểu cảm trên mặt mọi người đều giống nhau. Quần Long Thịnh Yến, mình ta vô địch. Xếp dưới quán quân đều là sâu kiến. Lâm Nhất đã hoàn mỹ giải thích tám từ bằng sức mạnh của mình. Áp đảo là gì? Đây mới là áp đảo chân chính. Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực lần lượt khiêu khích, mỗi lần mở miệng không gọi kẻ vô dụng thì là sâu kiến. Nhưng họ lại không kiêu ngạo một cách vô lý, còn biết thêm câu nếu không có kiếm ý thông linh trước cụm từ kẻ vô dụng và sâu kiến này. Nhưng Lâm Nhất đã dùng thực lực nói cho người trong thiên hạ biết ai mới là sâu kiến, ai mới là kẻ vô dụng. Không cần bất cứ nếu như nào cả, đây mới là cao thủ chân chính. Gió lặng lẽ thổi, rõ ràng đã qua rất lâu nhưng nơi đây lại không có một ai phát ra tiếng. Chỉ có vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào Lâm Nhất, ai cũng trợn to mắt, há miệng không nói nên lời. Có thể nói gì đây? Trước đó mọi người đều nghĩ Lâm Nhất là một kẻ điên, cho rằng hắn không thể đánh bại Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực trong vòng 3 chiêu. Nhưng Lâm Nhất lại làm được ngay trước mặt tất cả mọi người, một quyền đánh bại Triệu Vô Cực, chà đạp hắn ta như một món đồ chơi. Một ánh mắt, chỉ một ánh mắt, kiếm ý Thương Long Bất Diệt kia đã đánh bại Vũ Hạo Thiên. Trước vô số ánh mắt, Vũ Hạo Thiên, quán quân Quần Long Thịnh Yến đợt trước, thần thoại trong suy nghĩ của mọi người này. Hắn ta không chỉ quỳ gối trước mặt Lâm Nhất mà còn bị một quyền xuyên ngực, trả lại cú đấm mà hắn ta làm Nguyệt Vi Vi bị thương gấp 10 lần. Không rõ sống chết, có thể cứu được hay không phải xem bản lĩnh của Tử Nguyệt Động Thiên. Những hành động này không chỉ cho Tử Nguyệt Động Thiên và Tử Lôi Tông một cái tát vang dội, điều khiến mọi người trở tay không kịp hơn đó là sự kinh ngạc không thể tả bằng lời ở sâu trong lòng họ, nó còn chấn động hơn cả truyền kỳ bất bại của Lâm Nhất trong Quần Long Thịnh Yến. Cứu người. Người của Tử Lôi Tông và Tử Nguyệt Động Thiên định thần lại đầu tiên, lần lượt cứu Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên về, sau khi kiểm tra trạng thái của hai người thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quá thê thảm. Đặc biệt là người của Tử Lôi Tông, họ cứ tưởng Triệu Vô Cực sẽ không đến nỗi bị thương nặng hơn Vũ Hạo Thiên, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng mới sợ hãi phát hiện, khi Lâm Nhất nện Triệu Vô Cực xuống đất đã làm xương toàn thân hắn ta gãy hết. Lục phủ ngũ tảng vỡ nát, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Về phần Vũ Hạo Thiên thì càng không cần phải nói, lỗ thủng to bằng một cái bát trên ngực hắn ta chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy sợ. Dù sao hắn ta cũng là Vũ Hạo Thiên, vẫn còn chút hơi thở, nếu là người thường thì đã chết không thể chết thêm từ lâu. Súc vật, ta sẽ giết ngươi. Sau khi cho Vũ Hạo Thiên uống một viên đan dược, động chủ Tử Nguyệt Động Thiên giận tái mặt. Cút, chương 3027 đa tạ tiền bối. Nhưng ông ta còn chưa đứng dậy, trọng tài chính của Thánh Minh đã hừ một tiếng, đưa tay đè ông ta xuống. Một hơi thở đáng sợ bùng lên từ trên người ông lão áo đen, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, lúc này họ mới sợ hãi phát hiện vị trọng tài chính nhìn có vẻ khoan dung với đám tiểu bối như Vũ Hạo Thiên lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Phụt. Một trường từ xa đã khiến động chủ Tử Nguyệt Động Thiên hộc máu điên cuồng. Tinh quân. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn mơ hồ cảm nhận được đây là một cao thủ tinh quân. Ông lão áo đen nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng cảnh cáo tất cả là do Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực tự chuốc lấy, tiểu bối luận bàn với nhau ta sẽ không can thiệp, nhưng nếu ai dám lấy thế lực tông môn để ức hiếp nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân, đừng trách ta không khách sáo. Sắc mặt của động chủ Tử Nguyệt Động Thiên nhất thời khó coi, chuyện này khác gì tát cho ông ta một bạt tai trước mặt mọi người chứ. Tông chủ của Tử Lôi Tông vốn cũng giận sôi ruột sôi gan, sắp mất bình tĩnh, nhưng giờ lại không dám ý kiến gì thêm. Lâm Nhất được xếp ngang cùng những anh tài khác trong 10 vị trí đầu của bảng Long Vân. Ông lão áo đen vốn đã định nói, tiếc là cứ bị cuộc tranh chấp này kỳ kèo, tranh cãi vừa xong, đương nhiên lại tiếp tục câu chuyện. Viêm Long Tử đã chết,
10 vị trí đầu thiếu một người, trọng tài Thánh Minh nhất trí chọn Nam Cung Vãn Ngọc bổ sung vào ghế trống, tiếng nói của ông lão áo đen vừa dứt, hai mắt của đám người Bắc Tuyết Sơn Trang bỗng sáng lên, vui mừng không thôi. Nam Cung Vãn Ngọc cũng rất đỗi kinh ngạc, không ngờ lại có được may mắn này, thế mà lại được xếp vào 10 vị trí đầu. Để hắn ta thay thế cũng tính là công bằng. Không chỉ riêng gì trong 100 anh tài đứng đầu, mà ngay cả đông đảo võ giả trên khán đài cũng âm thầm gật đầu, Nam Cung Vãn Ngọc xứng đáng nằm trong 10 vị trí đầu. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Vãn Ngọc chắp tay cảm tạ, trên mặt khó nén mừng rỡ. Quần Long Thịnh Yến sẽ kết thúc ở đây, 7 ngày sau danh sách chi tiết bảng Long Vân mới nhất sẽ chính thức được công bố. Các người đi theo ta. Ông lão áo đen hiển nhiên có lời muốn nói riêng với những anh tài trong 10 vị trí đầu, ông ta tạm ngừng một lát, nhìn về phía Tử Nguyệt Động Thiên và Tử Lôi Tông lạnh lùng nói tiếp, nếu Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên không chết, ta sẽ phái người đến báo cho các người biết, nên không cần cử người đi theo nữa. Còn nếu đã chết, cũng sẽ có những người khác thay thế vị trí. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho các trưởng lão của hai đại môn phái mất hết mặt mũi, sắc mặt vô cùng khó coi. Trái lại, những anh tài trong 100 vị trí đầu lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Đám người trong 10 vị trí đầu theo sau ông lão áo đen càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Quần Long Thịnh Yến xem như đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng mọi người trên khán đài lại chần chừ không muốn rời đi, bọn họ vẫn chưa hết chấn động sau những gì đã diễn ra. Chương 3028 Lăng Tiêu Kiếm Các. Kết thúc thật rồi sao? Thật khó tin quá. Lâm Nhất chắc hẳn là yêu nghiệt mạnh nhất đứng đầu bảng trong năm ngoái. Giành được hạng nhất đã đành, lại có thể lật kèo, dễ dàng chèn ép cả hạng 2 và hạng 3. 10 vị trí đầu của bảng Long Vân chẳng có bất cứ phần thưởng gì, cái mà họ tranh chỉ là may mắn, có điều may mắn này mờ hồ quá, nhưng nó vẫn tồn tại. Trong bảo khố Long Vân, thu hoạch của tất cả những người còn lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc so với Lâm Nhất thôi. Số thật là đỏ. Đây đúng là may mắn chân chính đó, Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực vẫn còn quá trẻ. Để đứng đầu bảng đương nhiên phải là may mắn nhất rồi, ở cổ vực Nam Hoa này mấy ai mà có thể tranh được với Lâm Nhất nữa chứ. Cũng không biết 10 anh tài đứng đầu được gọi đi làm gì nữa, kỳ lạ quá, hồi trước cũng chưa từng có chuyện này. Nửa năm gần đây, đang lưu truyền một câu gì mà, đại thế sẽ đến, đường trời sẽ mở, chắc liên quan tới chuyện này đó. Bốn bề không ngừng bàn luận sôi nổi, trừ chuyện kinh sợ về thực lực của Lâm Nhất ra, bọn họ càng tò mò hơn là 10 anh tài đứng đầu được gọi đi làm gì. Nửa năm gần đây, những câu nói kia đều truyền đi rộng rãi, ban đầu chỉ có trong nội bộ của những người cầm đầu môn phái. Sau đó tin đồn dần bị lan ra khắp nơi, nhưng rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì thì cũng không ai hiểu được. Đại thế sẽ đến còn có thể hiểu được đôi chút. Một thời đại thịnh vượng trước giờ chưa từng có sắp đến, chỉ là nó sẽ hưng thịnh bao lâu thì không thể nào đoán trước được. Còn về câu đường trời sẽ mở thì lại tối nghĩa quá, có giải thế nào cũng không giải được. Nghĩ đến việc Thánh Minh dẫn riêng đám người Lâm Nhất đi cũng đã có ý muốn giữ bí mật. Lúc này, trên một đỉnh núi ở ngoài thành Long Vân, có một nữ tử với dáng người đầy mê hoặc, khuôn mặt thanh tú, đường nét tinh xảo như hoa hồng. Lông mày và đôi mắt kia toát ra sự quyến rũ khó tả. Nếu Lâm Nhất ở đây, chỉ cần nhìn từ xa liền có thể biết được cô ta là ai. Người nọ chính là sư tỷ Hân Nghiên của Lăng Tiêu Kiếm Các. Kỳ lạ là bên cạnh cô ta còn có một nữ tử khác trong một chiếc váy dài tơ trắng, dung nhan tuyệt đẹp, nhưng lạnh lùng đến dọa người. Gương mặt đó còn rất trẻ, trong ánh mắt lắng đọng năm tháng tang thương trông rất cổ quái. Có điều đây vẫn chưa là chỗ kỳ lạ nhất, sự tồn tại của nàng ta ngoại trừ Hân Nghiên ra thì không có bất ai kỳ ai thấy được. Như thể người này không thuộc về thế giới này, cực kỳ quỷ dị. Chuyện vi sư đồng ý với con đã làm được, nếu Quần Long Thịnh Yến đã kết thúc, con cũng nên đi theo ta rồi, gương mặt nữ tử kia lạnh lùng, nhưng ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng Hân Nghiên lại thoáng hiện lên nét dịu dàng. Nàng ta đã đi qua rất nhiều thế giới từ rất lâu rồi. Hân Nghiên là người mà nàng ta vừa gặp đã nhận định muốn cô ta trở thành hậu duệ kế thừa Y Bát. Hân Nghiên hơi miễn cưỡng nói, sư phụ, hắn muốn đi đâu? Nữ tử áo tơ trắng lạnh nhạt đáp,
đi đến nơi mà hắn nên đến, đại thế sẽ đến, yêu nghiệt trên thế gian này không ai có thể tránh được, dù có là ở hạ giới thấp nhất cũng vậy thôi. Vi sư cũng giống vậy, con cũng vậy, hắn có con đường của hắn, con có con đường của mình. Hai con đường này đã định sẵn sẽ không giao nhau sao? Nét mặt Hân Nghiên hiện lên vẻ đau đớn, bất đắc dĩ nói. Nữ tử áo tơ trắng thở dài, hồi lâu mới nói, con trời sinh mị cốt, lại là người mang thái âm chi thủy, cho dù mai danh lánh đời, cuối cùng cũng khó thoát tai họa. Ngoại trừ theo ta thì không còn lựa chọn khác, còn về hắn. Con đường hắn đi là thiên lộ thông thiên, cũng là một chiến trường vô tận, có sống được hay không còn chưa biết nói chi là giao nhau. Đây là lần cuối nhìn thấy rồi, đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3029 Vạn giới tranh phong. Biết Hân Nghiên vẫn không đành lòng, nữ tử áo tơ trắng không thể không ra tay cưỡng ép, kéo cô ta rời đi. Hân Nghiên cũng không chống cự, chỉ là không kiềm được mà vẫn quay đầu lại nhìn, nơi khóe mắt âm thầm rơi lệ. Đây có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng mà cô ta rơi ở thế giới này, muốn thốt nên câu có duyên gặp lại như lại sợ gặp lại rồi không biết nên nói gì. Trong thành Long Vân, ông lão áo đen dẫn đám người Lâm Nhất đến trước một tế đàn cổ xưa, tuổi đời của tế đàn kia đã rất lâu. Trên tế đàn được chạm khắc rất nhiều long văn thần bí, các long văn giao nhau tạo cho người khác cảm nhận được sự uy nghiêm khó tả. Ông lão áo đen và những trọng tài thánh minh khác đã thực hiện một nghi thức khá cổ xưa, đến bước cuối cùng là khắc tên đám người Lâm Nhất lên một tấm bảng gỗ rồi bỏ vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên tế đàn. Long Viêm. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy trong tế đàn có vị tương tự Long Viêm Thương Long mà hắn luyện hóa. Có điều, lòng uy ẩn chứa bên trong lại thuần túy hơn, gần như chẳng có một chút tạp chất nào, hai loại cũng không thể nào so sánh được. Cả đám người Phương Hàn Lạc, Nam Cung Vãn Ngọc và Ô Tiếu Thiên đều tỏ ra thấp thỏm, bất an trước nghi thức trang nghiêm kia. Sau khi mọi việc đã xong, Lâm Nhất nhạy bén nhận ra. Bỗng có từng luồng khí tức từ tế đàn đang thoát ra khỏi thành Long Vân. Tựa như đang mang tục danh của đám người Lâm Nhất truyền tới trong tay những bậc tiền bối trong huyền hoàng giới. Đại thế sẽ đến, đường trời sẽ mở. Chắc các ngươi cũng đã từng thấp thoáng nghe đến mấy câu này, 10 vị trí đầu năm nay đều có thể tranh xuất tiến vào đại thế. Vẻ mặt ông lão áo đen chợt nghiêm trọng, nói thế cũng không sai, nhưng 10 vị trí đầu đúng là chỉ có cơ hội này thôi. Muốn chân chính chạm được đến con đường thông thiên, thì phải thông qua được thử thách của núi huyền hoàng, cạnh tranh với những yêu nghiệt ngoại vực khác ở huyền hoàng giới để lên được thiên lộ. Nếu thiên lộ được thịnh thế thì tinh không sẽ xuất hiện, tất cả yêu nghiệt của đại thế đều tranh đấu để đến thiên lộ, nhưng nếu muốn vượt qua thiên lộ thì cũng không dễ dàng, thậm chí khó đến mức thập tử nhất sinh. Con đường thông thiên, vạn giới tranh phong. Đám người Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên nhất thời biến sắc. Trong mắt không khỏi hoảng sợ và kinh ngạc. Con đường thông thiên, vạn giới tranh phong. Lời của ông lão áo đen khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong lòng Lâm Nhất cũng gợn sóng không thôi. Kế tiếp, ông lão áo đen giảng giải cặn kẽ từng bước với tất cả mọi người, ý nghĩa của con đường thông thiên và vạn giới tranh phong. Trên tinh không của vạn giới, có một con đường cổ xưa rất khó miêu tả bằng lời nói. Lai lịch cụ thể ra sao cũng không ai rõ, hiện nay, những người biết được bí ẩn đều đếm trên đầu ngón tay. Trong năm tháng trải dài vô tận, đa phần nó vẫn chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ ai có thể tìm ra vị trí của nó. Chỉ vừa khéo ngay tại thời đại võ đạo thịnh thế này, tinh không cổ lộ mới hiện ra trước mắt thế nhân, trong đó ẩn giấu rất nhiều truyền thừa và di tích cổ xưa, nếu vào được đó thì có khi sẽ gặp phải kỳ ngộ khó tưởng. Trong đấy có rất nhiều cơ hội, hết thảy anh tài thiên kiêu trong đại thế đều ganh đua không ngừng. Tuy nhiên, người trong đại thế không có cách nào trực tiếp bước trên con đường này, nói là cơ hội thuộc về anh tài hạ giới. Nơi cuối con đường này chính là lối vào của phía đại thế, vì thế tinh không cổ lộ còn được gọi là con đường thông thiên. Còn về vạn giới tranh phong cũng không quá khó hiểu, có rất nhiều giới tồn tại tương tự huyền hoàng giới, sẽ cử anh tài yêu nghiệt của bọn họ đi vào con đường này. Nguy cơ cạnh tranh sẽ đáng sợ đến mức kinh hoàng, gọi là vạn giới tranh phong cũng không ngoa chút nào. Chương 3030 chân chính gia nhập vào tông phái hàng đầu sao?
Nếu là những anh tài giống các ngươi trước kia, đa số nếu có thể đến được đại thế bên kia thì cũng chỉ có thể gia nhập vào tầng lớp tông môn thấp nhất. Rất khó để tranh phong với những anh tài vốn ở đại thế, cho dù có là yêu nghiệt lợi hại đến thế nào ở hạ giới, sau khi đến đó cũng chỉ là người bình thường, phần lớn chẳng thể có ngày nổi danh. Ông lão áo đen trầm ngâm nói tiếp, nhưng bây giờ lại khác, con đường thông thiên đã cho các ngươi một cơ hội cá chép hóa rồng, chỉ cần vượt qua được con đường này, vào thời điểm vạn giới tranh phong sẽ bộc lộ được tài năng. Nhờ vào những kỳ ngộ đã thu hoạch được, không chỉ có thể giúp bản thân thay ra đổi thịt, mà còn có cơ hội chân chính gia nhập vào tông phái hàng đầu. Chân chính gia nhập vào tông phái hàng đầu sao? Lâm Nhất tỉ mỉ suy nghĩ lời ông lão áo đen nói, sau cùng lại ngẫm ra được mấu chốt trong đó. Ngày trước cũng đã có anh tài đến được nơi đại thế kia, nhưng lại không có cách nào được tông phái hàng đầu thu nhận, sau cùng chỉ có thể hòa nhập vào làm người thường. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, chỉ cần đi hết con đường này, sẽ có cơ hội gia nhập vào tông môn hàng đầu, giành được cơ hội tranh phong với thiên kiêu đại thế. Tuy rằng có hơi khó khăn, ắt hẳn con đường vạn giới tranh phong phải đi này sẽ có vô vàn hung hiểm. Đại thế bên kia rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Ánh mắt Bạch Lê Hiên lóe lên tiếng hỏi. Những người khác vừa nghe trong mắt khó tránh được tò mò, đương nhiên họ cũng rất hiếu kỳ. Bọn họ có lẽ cũng đã từng nghe được một vài truyền thuyết, nhưng cũng chỉ có vài ba câu, thua xa những tin tức chấn động hôm nay rất nhiều. Thần sắc ông lão áo đen nghiêm túc, trầm ngâm nói, đó là một đại thế vô cùng rộng lớn. Có thánh tử đi lại giữa nhân gian, hỏi thăm thiên hạ. Có thánh nữ phong nhã tài hoa, độc nhất vô nhị. Cũng có ma nữ mê hoặc cả thời không, nghiêng nước nghiêng thành. Có cả đạo tặc tà tu hống hách lộng hành bốn phương tám hướng. Yêu nghiệt thiên kiêu nhiều như cá bơi trong nước, yêu ma quỷ quái, hạt bụi, giọt mưa đều có thể xưng đế. Còn có đại đế tìm tiên, thần dược hiển linh, bảo địa phủ đầy bụi không ngừng xuất thế, và cả tà ma quấy nhiễu thiên hạ. Một đại thế bao la rộng lớn, đại thế ấy được gọi là Côn Luân, thuộc về Côn Luân của kỷ nguyên thần long. Anh tài ở đại thế tràn đầy nhiệt huyết cùng hào hùng, không mưu cầu trường sinh, chỉ biết theo đuổi ước mơ, đến chết cũng không hối hận. Nữ tử chẳng thua kém đấng mày râu, tất cả luôn hướng về phía trước. Cho dù ông lão áo đen đang kể chuyện một cách nghiêm túc, nhưng tinh thần lại phấn chấn không thôi. Thình thịch. Trong đại sảnh yên tĩnh, lại có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập liên hồi của cả đám anh tài Phương Hàn Lạc. Mỗi người đều bị ảnh hưởng rất lớn từ lời nói quá mức rung động của ông lão áo đen. So với đại thế Côn Luân, huyền hoàng giới chỉ là một vùng biển nhỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh, tầm mắt của con người nơi đây vẫn còn hạn hẹp vô cùng. Cho dù Lâm Nhất đều biết hết, nhưng khi nghe lại, trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Ngoại trừ những gì ông lão áo đen nói ra, bên kia đại thế vẫn còn rất nhiều khát vọng của Lâm Nhất, và cả Lưu Thương, Hàm Nguyệt, Lý Vô Ưu cũng đang chờ hắn. Các ngươi có thời gian là 2 tháng, sau 2 tháng nữa tập hợp tại núi Huyền Hoàng, đến lúc đó sẽ tranh lấy số lượng xuất đi vào thiên lộ. Nhưng đừng lãng phí 2 tháng này, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói, kể từ khi kiếm tông bị tiêu diệt, Nam Vực đã xếp chót ở Huyền Hoàng giới, gần như đã trở thành nơi bị ruồng bỏ. Ông lão áo đen chỉnh trọng nói tiếp, mong rằng các ngươi sẽ chuẩn bị tâm lý tốt, Nam Vực đã thua xa với những ngoại vực khác. Xa hơn thì không nói, bảo khố Long Vân chỉ xuất hiện vài lần ở quần Long Thịnh Yến của những vùng ngoại vực khác. Dứt lời, ông lão áo đen liền kéo tất cả về với hiện thực, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Chương 3031 Huyền Hoàng giới. Nhất là Khương Tử Diệp và Nam Cung Vãn Ngọc, bọn họ đã từng rèn luyện ở ngoại vực, nên đều biết rõ sự chệch lệch đó lớn đến giường nào. Tuy nhiên, cũng rất khó nói, lần này bảo khố Long Vân lại xuất hiện ở Nam Vực, cho mọi người một cơ hội cực lớn. Tư chất và ngộ tính của anh tài ở Nam Vực cũng không phải kém hơn ngoại vực, chỉ là không được may mắn bằng. Bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Nhất, và bảo khố đã đến đây, mọi người đều có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn. Lâm Nhất. Ánh mắt ông lão áo đen rơi vào trên người Lâm Nhất, trầm ngâm nói, dựa theo thông lệ, người đứng đầu bảng Long Vân có thể yêu cầu Thánh Minh một điều, mặc dù những gì Thánh Minh có vẫn kém hơn thứ mà ngươi đã thu hoạch trong bảo khố Long Vân, nhưng cũng có chút đan dược, bí tịch.
và cả thần văn, ngươi có thể chọn vài thứ trong đấy. Trừ việc này ra, số lượng người mà ngươi muốn bước vào con đường vạn giới cũng có thể. Trong mắt đám người Nam Cung Vãn Ngọc nhất thời lóe lên vẻ kinh ngạc, Thánh Minh rõ ràng đang gợi ý muốn Lâm Nhất tiến vào thiên lộ. Cũng dễ hiểu thôi, với đẳng cấp kỳ tài như Lâm Nhất, nếu xảy ra bất trắc gì không thể đi đến bên kia thiên lộ. Điều đó là một tổn thất đáng tiếc lớn đối với cổ vực Nam Hoa, thậm chí là cả huyền hoàng giới. Lâm Nhất đắn đo suy nghĩ, trầm giọng nói, đa tạ sự yêu mến của các vị tiền bối. Nhưng số người đến thiên lộ thì xin thôi ạ. Ta chỉ muốn giành được bằng thực lực bản thân. Từ trước đến nay Thánh Minh vẫn giữ trung lập, không để ý tới phân tranh giữa các tông môn, không biết có thể che chở Lăng Tiêu Kiếm Các của ta một lần được không? Vừa dứt lời, những trưởng lão Thánh Minh khác khẽ biến sắc, quay sang thì thầm bàn bạc gì đó với nhau. Ngay cả ông lão áo đen cũng để lộ ra vẻ bất ngờ. Lâm Nhất hắn đã có cơ hội rất lớn, bước đến thiên lộ vạn giới tranh phong cùng vạn giới. Từ nay về sau, đừng nói đến Lăng Tiêu Kiếm Các, ngay cả huyền hoàng giới cũng không còn dính líu gì nhiều đến hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn tiến cử tông môn của mình, phẩm chất con người này quả thật phải khiến người khác nhìn với cặp mắt khác. Hồi lâu sau khi ông lão áo đen thương lượng với những người khác xong, bèn nói, ngươi là người có may mắn lớn nhất ở Nam Vực, Lăng Tiêu Kiếm Các cũng vậy. Trên thực tế thì chưa có bất kỳ tông môn nào lại đi tìm tông môn có vận khí lớn hơn bảo hộ, bất kể ai cũng không muốn chuốc lấy phiền phức. Nhưng, nếu ngươi mong muốn thì ta có thể đồng ý, Thánh Minh có thể tương trợ giúp Lăng Tiêu Kiếm Các 3 lần. Cảm ơn tiền bối. Lâm Nhất vội bước lên hành lễ, thế thì quá tốt rồi, đỡ cho hắn phải lo lắng về sau. Tất cả các vị có thể giải tán rồi. Sau 2 tháng, Thánh Minh sẽ cử người dẫn các vị đến núi Huyền Hoàng. Ông lão áo đen phất tay, tỏ ra mọi người có thể đi rồi. Sau khi mọi người hành lễ, vẻ mặt có hơi hoảng hốt rời đi. Những chuyện ngày hôm nay biết được thật sự quá chấn động, nhất là về đại thế bên kia mà ông lão áo đen đã nhắc đến. Hết thảy các anh tài vừa nhiệt huyết vừa hào hứng không thôi, không còn mưu cầu trường sinh, chỉ muốn theo đuổi ước mơ, dẫu chết không hối hận. Hóa ra quần long thịnh yến chỉ vừa bắt đầu thôi. Ô Tiếu Thiên buồn bã thất thần, có hơi bất đắc dĩ nói. Quần long thịnh yến năm nay hắn ta chỉ mới giết vào 10 vị trí đầu, nhưng lại chẳng thắng được trận nào khi đánh 10 vị trí đứng đầu, đứng cuối cùng. Chương 3032 Lâm Nhất âm thầm lập lời thề trong lòng. Cúc sốc này còn lớn hơn cả quần long thịnh yến mùa trước. Chỉ ở Nam Vực mà đã khó khăn như vậy, hy mong giành được suất bước vào thiên lộ gần như càng mong manh hơn. Còn về phía đại thế bên kia thì càng tuyệt vọng hơn, hoàn toàn không có cơ hội nào. Thà là không biết còn hơn, một khi đã biết, cái cảm giác mất mát này càng khiến người ta sợ hãi hơn, bây giờ hắn ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi nhất định sẽ tham gia vạn giới tranh phong đúng không? Khương Tử Diệp dừng chân, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nói với vẻ nghiêm túc. Ta! Ô Tiếu Thiên nhìn vào đôi mắt đối phương. Dù có hàng nghìn lời cũng khó thốt nên. Trên mặt Khương Tử Diệp thoáng hiện lên vẻ thất vọng, ô Tiếu Thiên. Sao ngươi chẳng có lòng tiến thủ gì với đại thế vậy, sao vẻ mặt ngươi lại tuyệt vọng như thế? Thời gian 2 tháng chẳng lẽ còn không đủ làm ngươi phấn chấn hơn sao? Nếu ngươi cứ vô dụng như vậy, 2 tháng sau đừng để ta gặp ngươi ở núi Huyền Hoàng nữa. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Bạch Lê Hiên gật đầu với Lâm Nhất rồi đuổi theo Khương Tử Diệp. Cùng nhau rời đi. Sắc mặt Ô Tiếu Thiên lúc đỏ lúc xanh, nhưng một lúc sau dường như đã hạ quyết tâm gì đó, không nói một lời trầm mặt đi ra ngoài. Thân sắc của những người còn lại cũng nghiêm trọng không thôi, bọn họ cảm nhận được luồng áp lực nào đó, không muốn ở lại thêm liền vội vã rời đi. Từ giờ trở đi, bắt buộc phải tranh đoạt từng giây từng phút, không thể lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào, dù cuối cùng có tranh được suốt đi hay không. Cũng không thể để bản thân có gì tiếc nuối. Lâm Nhất vừa sánh vai cùng Nguyệt Phi Phi rời đi vừa trò chuyện. Hiện tại, Lâm Nhất xem như đã biết, Nguyệt Phi Phi rất có thể là một trong những người huyền hoàng tới con đường thông thiên. Nếu Côn Luân không thể hạ xuống thiên lộ, vậy đành trả một cái giá đắt hơn là phải cùng anh tài hạ giới và khắp huyền hoàng tranh xuất tiến vào thiên lộ. Có lẽ trong con đường thông thiên kia, sẽ có bảo vật nào đó mà nàng ta muốn tìm.
Nếu thật sự là vậy, bất kể thế nào thì mình cũng phải dốc toàn bộ sức lực để giúp nàng ta, Lâm Nhất âm thầm lập lời thề trong lòng. Đến đây thôi, thời hạn 2 tháng tới Lâm ca ca gìn giữ sức khỏe thật tốt nha, đừng quá hấp tấp, vẻ mặt Nguyệt Vi Vi hơi tái đi, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng ta, Lâm Nhất biết rằng đây là hậu di chứng do Nguyệt Vi Vi trấn áp roi tử diễm lôi hoàng, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất, gương mặt Nguyệt Vi Vi hiện lên vẻ thẹn thùng, cười nói, ta không sao, và lại Lâm ca ca đã chút giận giúp ta rồi mà, có điều lần sau có gặp lại tên Vũ Hạo Thiên kia, bất kể thế nào cũng phải làm thịt hắn. Nói câu sau cùng, nét mặt Nguyệt Vi Vi hiện lên vẻ nghiêm túc. Về khí vận thì tương đối mơ hồ, nhưng nếu có một người lần đầu gặp may không chết, lần thứ hai vẫn có thể nhặt lại cái mạng, cũng có thể xem là trùng hợp. Nhưng nếu lần thứ ba vẫn không thể chết được thì có hơi đáng sợ rồi. Cái được gọi là bất quá tam, một khi đã qua 3 lần, sẽ có một cuộc phản công đáng sợ. Khi nói đến Vũ Hạo Thiên, người bị bại dưới tay Lâm Nhất chỉ bằng một cái nhìn, Nguyệt Vi Vi lại nghiêm túc hơn trước. Dừng một chút, lại nói tiếp, các chủ thiên yêu các từng nói với ta, chuyện kiếm tông bị hủy diệt chắc chắn có liên quan tới Tử Nguyệt Động Thiên. Công pháp tông môn khiến ta cảm thấy có chút tương tự với thế lực nào đó ở Côn Luân giới. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, ghi nhớ lời nói của đối phương ở trong lòng. Hi hi, 2 tháng sau gặp lại. Chương 3033 thực lực lại mạnh hơn nhiều rồi. Nguyệt Phi Vi giúp Lâm Nhất chỉnh lại quần áo, nhìn vào mắt hắn rồi lướt qua rời đi. Thời gian 2 tháng nói ra thì dài nhưng cũng tương đối ngắn. Đối với võ giả mà nói, chỉ trong một cái chớp mắt đã qua 2 tháng. Sau khi Lâm Nhất hội hợp với đám người Mai Hộ Pháp liền thuật lại đại khái thông tin từ Thánh Minh. Bọn họ nghe xong cũng chấn động không thôi, hiển nhiên đây cũng là lần đầu nghe đến Kỷ Nguyên Thần Long. Trước đây, mọi người cũng không biết đến Kỷ Nguyên Thần Long nằm ở giai đoạn nào. Kỷ Nguyên sinh ra rồi diệt vong, mỗi một Kỷ Nguyên đều có thế giới cốt lõi thuộc về riêng mình. Thế giới cốt lõi của Kỷ Nguyên Thần Long được đặt tên là Đại Thế Côn Luân. Đám người Mai Hộ Pháp đều giật mình, bọn họ tán gẫu với nhau, cảm thấy Kiếm Thập Tam và Lão Các Chủ có thể là người đến từ Đại Thế. Tuy nhiên, điều mà mọi người của Đế Quốc Đại Tần thật sự quan tâm chính là con đường thông thiên, vạn giới tranh phong. Và 2 tháng kể từ bây giờ, sẽ có một trận chiến nổ ra giành suất đi ở núi Huyền Hoàng. Còn về ngoại vực ở Huyền Hoàng giới thì đám người Mai Hộ Pháp lại có chút hiểu biết. Huyền Hoàng giới tổng cộng có 5 khu vực, vào thời Hoàng Kim Nam vực đã từng là đứng đầu Huyền Hoàng, sau khi Kiếm Tông bị tiêu diệt thì luôn bị xếp chót. Vận khí tuột dốc không phanh, bây giờ đã sắp trở thành vùng đất hoang, bị các anh tài yêu nghiệt của 4 khu vực khác lãng quên. Bàn về chuyện này, trưởng lão Tông Môn cũng đề nghị Lâm Nhất phải cẩn thận hơn, không được quá xem thường. Lâm Nhất trái lại vẫn ổn, khá là bình tĩnh. Kế tiếp đoàn người chấn chỉnh lại rồi rời khỏi thành Long Vân, nhưng Lâm Nhất lại không trở về cùng họ. 2 tháng này quá ngắn, hắn phải đi đến dãy núi Viêm Long một chuyến, xem thử tình trạng của ngựa huyết long bây giờ đã như thế nào. Nếu còn đi tới đi lui mấy vòng, có thể sẽ lãng phí hết 1/3 thời gian của 2 tháng này cũng nên. Đám người Mai Hộ Pháp cũng hiểu. Dù sao Lâm Nhất cũng đã từ bỏ quyền lợi ưu tiên về xuất vào thiên lộ mà đổi lấy sự bảo hộ Lăng Tiêu Kiếm Các của Thánh Minh. Lần ly biệt này có lẽ khó mà gặp lại, bảo trọng thật tốt, đừng quá lo lắng cho kiếm các. Từ xưa tới nay, tông môn có vận khí lớn hộ thể đều có thể gặp giữ hóa lành, không có ngoại lệ. Mai Hộ Pháp nhìn về phía Lâm Nhất, khuyên răn đối phương. Lâm Nhất có hơi thương cảm, kiếm các đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Nơi đó có rất nhiều người và nhiều kỷ niệm khó quên. Cảm ơn sự săn sóc của chư vị ở kiếm các đối với Lâm Nhất, không có mọi người tuyệt đối không có Lâm Nhất của ngày hôm nay. Hai tay hắn ôm quyền, trịnh trọng hành lễ. .8 ngày sau, Lâm Nhất đã đi xa khỏi thành Long Vân, đến dãy núi Viêm Long ở ranh giới lãnh thổ của thành Thiên Lăng. Tại một đỉnh núi cao vút, gió lớn réo rắt bên tai. Chỉ cần đưa tay lên đã có thể chạm vào mây trôi. Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi, nhìn dãy núi trải dài vô tận trước mắt, trong mắt lại ánh lên vẻ rung động. Cho dù hiện tại không được như xưa,
thực lực của Lâm Nhất đã đạt ở mức cao nhất trong lớp hậu bối trẻ tuổi của Nam Vực, và nó là đỉnh cao mà người khác chỉ có thể ngước nhìn. Khi đứng trước dãy núi Viêm Long này, hắn vẫn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, nhưng đám yêu thú từng làm hắn phải kiêng kỵ thì cũng chỉ có thế, trong mắt hắn lúc này, có thể dễ dàng giết chết mà không cần kiếm rời khỏi vỏ. Bù! Gió lớn thổi qua, Lâm Nhất nhạy bén nhận ra có rất nhiều khí tức vô cùng hung ác trong hơi thở. Hơi thở này hắn rất quen, nó thuộc về yêu thú thiên phách cấp bá chủ, Tử Điện Ma Long Điểu. Thực lực lại mạnh hơn nhiều rồi. Lâm Nhất nhìn về hướng hơi thở phát ra, lờ mờ cảm nhận được thực lực của Tử Điện Ma Long Điểu dạo gần đây đã tinh tiến rất nhiều. Chương 3034 đã mạnh đến vậy sao? Xem ra, công pháp thượng cổ thương long cửu biến này thích hợp với hậu duệ của long tộc hơn, chính xác mà nói là yêu thú cấp bá chủ có pha long huyết. Cũng không biết, Tử Điện Ma Long Điểu đã tu luyện đến biến thứ mấy, đã lâu không gặp nên Lâm Nhất cũng rất tò mò. Nơi đó, khi trên đường tìm Tử Điện Ma Long Điểu, ánh mắt Lâm Nhất đảo về phía sườn núi Lạc Long. Tầm mắt nhìn về xa xăm đã bị mây mù và núi cao che khuất. Nhưng Lâm Nhất có thể cảm nhận được kiếm ý của tổ sư gia kiếm vô danh, đó là kiếm quang nghìn năm bất diệt. Dù có cách xa cũng không thể xem thường. Sau khi gặp lại Hàm Nguyệt, nhất định phải đến sườn núi Lạc Long một lần nữa. Lâm Nhất nắm vững được kiếm ý thông linh ở sườn núi Lạc Long, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý thương long bất diệt, đến bảo địa bên kia có thể lại tăng tiến thêm. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, khu vực tràn đầy kiếm quang kia rốt cuộc đang tồn tại thứ gì. Lên! Lâm Nhất bay vọt lên trời, thân hình đạp ở trên không trung 9 bước, giống như rồng vọt lên 9 tầng mây. Mỗi một bước của hắn đều tạo nên từng mảng gợn sóng, giống như mây mù đang dần tản ra, 9 bước của hắn như cưỡi gió đạp mây, sau khi đạp 9 bước, người đã ở cách đây 10.000 thước. Sau nửa giờ, hắn xuyên qua rất nhiều tầng mây bí ẩn, lượn qua rất nhiều đỉnh núi thấp tầm thường. Đột nhiên trước mặt Lâm Nhất hiện ra ba đỉnh Hỏa Diệm Sơn rẽ mây xua sương cao ngất ngưỡng. Những ngọn lửa kinh hoàng trên các đỉnh núi đã khiến bầu trời trở nên đỏ rực, dưới cái nóng kinh hoàng, đã hình thành một khu vực hạn chế được bao phủ bởi uy áp của ngọn lửa. Trước kia, Lâm Nhất đã thu hoạch quả long viêm ở vùng đất bí mật này. Growl. Lúc hắn vừa chạm đất, còn chưa kịp hít thở, một con quái vật khổng lồ bay đến từ bầu trời rực lửa. Không có gì hoài nghi, yêu thú thiên phách cấp bá chủ, Tử Điện Ma Long Điểu. Ầm ầm. Khi nó đáp xuống ngay trước mặt Lâm Nhất, hai bên thân thể liền tạo ra một cơn gió lớn, khiến đất đá bay mù trời, vô cùng hoành tráng. Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện lên nét kinh ngạc, hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ từ Tử Điện Ma Long Điểu đang đứng trước mặt. Khoảng thời gian diễn ra quần long thịnh yến, thực lực của nó đã tiến bộ nhanh chóng, còn đạt được đến mức độ khó tưởng. Khó kiềm mà hỏi, tiểu tử, thương long cửu biến của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Biến thứ 6, nếu chiếu theo loài người mà nói thực lực hiện tại của ta nằm ở cảnh giới thiên phách tam trùng thiên, Tử Điện Ma Long Điểu đáp đúng sự thật. Thiên phách tam trùng thiên cũng tương đương với thông qua tam phách. Đã mạnh đến vậy sao? Lâm Nhất có thể hiểu được, cảnh giới thiên phách tổng cộng có thất phách, ứng với thất khiếu bẩm sinh. Mỗi một phách được khai mở thì thực lực cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần, nền tảng càng hùng vĩ, sau khi đột phá càng có nhiều tinh tiến. Tuy nhiên, để khai phách thì sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, nếu nền tảng thâm sâu sẽ dẫn đến kiếp thiên phách, chỉ một chút lơ là sẽ bị chôn vùi dưới vực sâu. Chương 3035 ai đã kết thúc thời đại này? Nếu Vũ Hạo Thiên khai nhất phách vượt qua được kiếp thiên phách, kết quả của quần long thịnh yến sẽ xảy ra rất nhiều biến số. Võ giả cảnh giới thiên phách không có độ kiếp, cũng giống như con tằm trong kén vậy, hoàn toàn không thể chống lại cường giả thiên phách phá kén thành bướm. Về chuyện đột phá của Tử Điện Ma Long Điểu, Lâm Nhất cũng không còn quá xoắn suýt, hắn kể lại qua quýt những chuyện mình đã gặp được ở quần long thịnh yến. Tử Điện Ma Long Điểu trầm ngâm nói, khó trách, phong mang trên người ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ trong cơ thể ngươi đã có một loại long khí, nhưng ta lại không kiến nghị ngươi lấy long khí kia để tấn thăng lên thiên phách. Nếu tiến đến vạn giới tranh phong, ngươi phải tranh phong trước với những anh tài của giới vực khác,
nội tình của bán bộ thiên phách phải tích lũy đủ lớn. Nếu không, rất khó đối kháng được với yêu nghiệt của giới vực khác. Theo ta biết, huyền hoàng giới khá bình thường so với hàng vạn giới vực khác, giới vực hàng đầu chân chính là có thể kết nối trực tiếp với đại thế, không khó khăn như huyền hoàng giới lúc này. Giới vực hàng đầu có thể kết nối trực tiếp với Côn Luân. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên thần sắc vô cùng khiếp sợ, bí mật này hắn lại chưa nghe Thánh Minh nhắc đến. Xem ra, những gì liên quan đến vạn giới tranh phong, Thánh Minh đã cố ý giấu đi một vài bí mật, hoặc có khi không muốn đả kích lòng tự tin của bọn họ quá nhiều. Còn về vì sao Tử Điện Ma Long Điểu làm thế nào biết được, trái lại Lâm Nhất cũng không khó đoán, trí nhớ trong huyết mạch được truyền từ đời này qua đời khác vô cùng lâu đời. Người biết được những gì liên quan tới kỷ nguyên thần Long và Côn Luân. Lâm Nhất cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ muốn hỏi thử, nói không chừng đối phương có biết chút gì đó. Tử Điện Ma Long Điểu trầm tư hồi lâu, mới đáp, đã quá lâu rồi, ký ức chỉ là những đoạn mơ hồ được truyền thừa trong huyết mạch của ta. Kỷ nguyên cũ đã bị hủy diệt, kỷ nguyên mới lại ra đời, thời đại kia được gọi là thời đại Thái Cổ. Ở Thái Cổ, đã vô số đại năng thông thiên hóa thành sao băng rơi xuống, vô số thế giới và tinh vực không ngừng bị hủy diệt. Duy chỉ có thế giới của Côn Luân luôn tồn tại vĩnh hằng, giống như hạt giống không ngừng hấp thụ từng mảnh vụn của những thế giới khác mà lớn mạnh, kỷ nguyên thần Long đã được ra đời và sinh sôi không ngừng như vậy. Đó là một thời đại ngang tàng bạo ngược, không có bất kỳ quy luật và khuôn phép nào, tàn khốc đến sặc mùi máu tanh. Có rất nhiều sự tồn tại đầy bí ẩn khủng khiếp cổ xưa, chúng đều muốn trở thành tân vương muôn đời, vương thú tranh phong, dị tộc hống hách lộng hành, thời kỳ thuở ban đầu của Thái Cổ rất tăm tối. Thình thịch. Trong lòng Lâm Nhất dậy sóng, không ngờ ký ức của Tử Điện Ma Long Điểu lại có liên quan đến Thái Cổ, tuy rằng chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, nhưng cũng đủ để khiến lòng người chấn động. Những bí mật như này có lẽ ngay cả Thánh Minh cũng chưa chắc biết được. Ai đã kết thúc thời đại này? Lâm Nhất tò mò hỏi. Đã quá lâu rồi, hình ảnh trong ký ức của ta rất mơ hồ, nhưng có thể biết được đó là một con người. Không phải dị thú, hay dị tộc, cũng không phải những sự tồn tại cổ xưa kia. Người kia trong một bộ quần áo trắng, dù có đứng ở nơi tối tăm vẫn rất nổi bật, nhưng không thể nhìn thấy rõ, chỉ có đao quang xé trời là tồn tại bất diệt vĩnh hằng. Người nọ đã trấn áp vạn tộc, huyết chiến Thái Cổ, tổ tiên của ta hình như gọi hắn là thần tổ, không phải. Trước đó còn có hai chữ, gì đó, để ta nghĩ lại đã. Nhớ ra rồi, là Thanh Long thần tổ. Ký ức được truyền lại của Tử Điện Ma Long Điểu đều rất vụn vặt, nó đã quá lâu đời, nhớ lại hết sức gian nan. Lúc thốt ra được Thanh Long thần tổ, Tử Điện Ma Long Điểu đã kêu gào vô cùng đau đớn, huyết dịch trong cơ thể nó đã trở nên không ổn định. Máu tươi sôi sục, gần như sắp có xu hướng bùng nổ, Lâm Nhất vội vã ngưng truy hỏi. Chương 3036 thật sự ở bên trong sao? Một lúc sau, đợi khi Tử Điện Ma Long Điểu bình phục lại, khí tức trên người nó trở nên cực kỳ yếu ớt. Xin lỗi, thật sự đã quá lâu rồi, giới hạn hồi ức của ta chỉ có thế thôi. Tử Điện Ma Long Điểu khàn giọng nói, những trí nhớ vụn vặt về Thái Cổ với nó mà nói là chuyện hết sức kinh khủng. Bởi vì Lâm Nhất đã cứu mạng nó mới không tính toán, chỉ là thật sự đã quá lâu, không cách nào nhớ lại được những thông tin hoàn chỉnh. Thanh Long Thần Tổ. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng chấn động. Người này vẫn còn tồn tại hay không, sau kết cục của thời đại Thái Cổ, thời kỳ thượng cổ thịnh thế Hoàng Kim vì sao lại bị hủy diệt? Hắn có quá nhiều thắc mắc, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, Tử Điện Ma Long Điểu đã đến giới hạn. Trí nhớ của nó cũng rất mơ hồ, chưa chắc có thể cho mình câu trả lời. Ngựa huyết long thức tỉnh chưa? Lâm Nhất hỏi tới chuyện quan trọng nhất trong chuyến đi này. Đã thức tỉnh rồi, có điều, thật có lỗi. Tử Điện Ma Long Điểu ngập ngừng mở miệng, hình như có e ngại gì đó. Thức tỉnh rồi, ở đâu? Lâm Nhất vui mừng khôn xiết, không nhận ra được sự khác thường trong đó. Ngựa huyết long đã thức tỉnh. Đối với Lâm Nhất mà nói, những bí mật về Thanh Long thần tổ kia rất quý báu, hắn đã nợ tên ngốc kia quá nhiều. Cũng không biết là sau khi phá kén thành bướm thì bộ dáng đã có thay đổi gì. Thậm chí Lâm Nhất có hơi căng thẳng, nếu như đối phương không còn nhớ mình,
hoặc là mình không còn nhận ra đối phương thì phiền phức lắm. Nó ở trong đỉnh hỏa diệm. Tử điện ma long đều quay lại nhìn về phía ba đỉnh hỏa diệm sơn kia. Lâm Nhất nhìn theo tầm mắt của tử điện ma long điểu, hắn cũng có xa lạ gì với ngọn núi kia, ở nơi đó hắn đã thu hoạch quả long diệm cực phẩm được hỏa luyện 3.000 năm. Ngoại trừ quả long viêm ra, mỗi một ngọn núi đều có vô số thiên tài địa bảo, mảnh đất này đã ngập trong máu viêm long, là một bảo địa tuyệt vời. Nhưng đây cũng là một khu vực cấm, ý chí hỏa diễm kinh khủng tràn ngập mỗi một ngóc ngách, ngay cả tử điện ma long điểu cũng không dám bước vào. Nếu không phải Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý thông linh, tuyệt đối sẽ không dám đặt chân đến, ngựa huyết long vừa thức tỉnh đã vào được đó, quả thực có hơi dọa người. Thật sự ở bên trong sao? Lâm Nhất cũng không chắc lắm, một hồi lâu sau, mới huýt một tiếng sáo dài. Nếu ngựa huyết long thật sự đang ở trong đó, nó rất quen thuộc với tiếng hú của hắn, sau khi nghe nó nhất định sẽ đáp lại. Nếu không đáp lại... Dù ngựa huyết long thật sự ở trong đó thì có lẽ nó đã quên mất mọi chuyện trong quá khứ. Trong lúc chờ đợi, tâm trạng Lâm Nhất bắt đầu trở nên thấp thỏm hiếm thấy. Ngươi yên tâm, nó thật sự đang ở trong đó. Tử điện ma long điểu an ủi nhưng giọng điệu của nó vẫn hơi khác thường. Gừ. Không đợi quá lâu, trên núi hoa diễm đột nhiên vang lên một tiếng gầm điên cuồng chấn động cả bầu trời. Lộc cộc. Chương 3037 đây mới là bản thể. Một bóng dáng nhảy ra từ trên núi hỏa diễm, bóng dáng ấy lập tức chạy xuống từ trên đỉnh núi. Ngựa huyết long sống lại chạy trên mặt đất khu vực cấm hỏa diễm, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Đó là một con dị thú dũng mãnh vô song, tràn ngập hơi thở cuồng bạo của dị thú hoang dã, trong hơi thở ẩn chứa long uy cực kỳ cô đọng. Nhìn từ xa trông nó vẫn rất ngu ngốc. Nhưng với lớp vảy rồng phát sáng trên người, nó như một chú ngựa chiến được khoác thêm lớp áo giáp. Không, nó còn khoa trương hơn thế nữa, dị thú chạy nhanh, đất rung núi chuyển. Hỏa diễm trong khu vực cấm như biển lửa, nhưng nó lại bình yên vô sự, lúc chạy còn bùng nổ sức mạnh. Người nó cường tráng như mãnh hổ, chiếc sừng trên trán trở nên sắc bén hơn nhiều, tứ chi chắc khỏe có lực. Lớp vảy rồng màu đen ánh. Đôi mắt sâu thẳm phun trào huyết diễm đáng sợ, chiếc sừng sắc bén toát ra uy áp vương giả cực kỳ hiếm thấy. Tứ chi chắc khỏe như trụ trời chống đỡ cơ thể to lớn, những chiếc vảy rồng lít nhít như chiến giáp cổ xưa trông nặng nề hơn cả núi. Đây là yêu thú vương giả có huyết mạch của rồng. Trong mắt Lâm Nhất có vẻ kinh ngạc thoáng qua, hắn có thể xác định đây là ngựa huyết long, nhưng dường như có phần xa lạ. Nó trở nên mạnh hơn rất nhiều lần. Linh khí trong cơ thể nó hùng hậu đến mức khiến Lâm Nhất giật mình, cảnh giới bán bộ thiên phách nhưng lại toát ra bá khí như có thể nhẹ nhàng dẫm chết yêu thú thiên phách. Có thể đoán trước được khi nó thăng cấp lên thiên phách chắc chắn sẽ đáng sợ hơn tử điện ma long điểu nhiều. Nhưng chính bá khí vương giả uy nghiêm và lạnh nhạt này khiến Lâm Nhất cảm thấy xa lạ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vèo. Dị thú vương giả khoác trên mình chiến giáp long lân như tên rời dây cung. Chớp mắt đã chạy xuyên qua biển lửa tới trước mặt Lâm Nhất. Ầm ầm. Uy áp lớn mạnh lập tức phả vào mặt, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, không thể không nhắm mắt lại. Ngươi được lắm, khí thế thật đáng sợ, nếu không phải do hắn đã mạnh hơn xưa thì có lẽ sẽ bị khí thế này làm cho hộc máu văng ra xa. Hi hi. Khi Lâm Nhất đang kinh ngạc, con dị thú vương giả trước mặt cười thành tiếng, để lộ chiếc răng cửa thật to. Uy áp và khí chất lạnh nhạt lập tức tan biến, trông như một con ngựa ngốc đang cười ngây ngô. Lâm Nhất ngẩn ra, không nhịn được bật cười. Con ngựa ngốc này đã biến thành dị thú vương giả chứa huyết mạch rồng thế mà vẫn làm người ta ấn tượng sâu sắc, răng cửa mới là bản thể của nó à? Bịch! Khi Lâm Nhất đang buồn cười, cơ thể ngựa huyết long phồng lên như bong bóng, bụng to lên, tứ chi như trụ trời lập tức trở nên ngắn và nhỏ. Không thể chống đỡ cơ thể béo phì kia nên bụng dán sát xuống mặt đất. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất cứng đờ, vừa rồi còn bình thường, sao mới đó đã mập như lợn rồi thế? Đây mới là bản thể, vừa rồi nó hóp bụng chạy tới à? Kể cả Lâm Nhất hiểu biết sâu rộng thì lúc này cũng phải há to miệng, không thể nói nên lời. Bịch, bịch. Bốn cái chân ngắn của ngựa huyết long còn đang vùng vẫy trên mặt đất, muốn cứu vãn hình tượng của mình.
Chương 3038 không còn thời gian để trì hoãn nữa. Mất rồi, mất rồi, mất hết hình tượng rồi. Lâm Nhất đỡ chán, không dám nhìn thẳng. Xin lỗi, ta thật sự không cố ý nuôi nó thành thế này. Là do nó quá tham ăn, mới nửa tháng đã ăn gần hết đồ ăn trên ba ngọn nhà họ Diệp, linh khí quá hỗn tạp, giọng Tử Điện Ma Long Điểu vang lên. Cuối cùng Lâm Nhất cũng hiểu tại sao lời nó nói vừa rồi hơi khác thường. Ra vậy, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ cảm thấy rất ngại. Đợi khi nào tiêu hóa hết số linh khí này thì chắc nó sẽ bình thường lại, dù sao cũng cần phải chém giết với những yêu thú khác mới được. Mãi không thấy ngươi không tới, ta chỉ có thể chiều nó, Tử Điện Ma Long Điểu trả lời. Không được chiều nó nữa, ngươi mau đưa nó đi rèn luyện đi. Lâm Nhất cảm thấy hơi nhức đầu, hắn còn phải đưa ngựa huyết long đi tới con đường thông thiên, béo thế này không có mặt mũi dẫn ra ngoài. Có khi người khác còn tưởng hắn cưỡi một con lợn, tên tuổi của công tử Táng Hoa sẽ hủy hoại mất. Tử Điện Ma Long Điểu dục mấy lần, thấy ngựa huyết long vẫn không thể đứng dậy bèn hét lên một tiếng, bùng nổ uy áp kinh khủng, long văn tử điện trên người nó bắt đầu chuyển động, sau đó có vài tia sét đánh xuống không chút nương tay. Rầm rầm. Lôi quang bừng lên, ngựa huyết long nằm dạp dưới đất chìm trong ánh chớp chói mắt, nó hoàn toàn bị bao phủ. Ngươi định làm gì thế? Khi Lâm Nhất đang thắc mắc thì lôi quang tiêu tán, một quả cầu màu đỏ cuộn mình xuất hiện, trông nó lông lá xồm xoàm như sóc, chỉ là béo hơn một chút. Chiếc sừng sắc bén trước đó trở nên tròn vo, kết hợp với bộ lông đỏ nổi bật nhìn rất đáng yêu. Tử Điện Ma Long Điểu giải thích, đây là thiên phú huyết mạch sau khi nó phá kén, nó có thể biến thành hai hình dạng, nhưng bây giờ nó chưa nắm giữ thành thạo, cần ngoại lực kích thích mới biến được. Nói đơn giản hơn là cần ăn đòn, Lâm Nhất nói thầm trong lòng. Nói đúng ra thì đây mới được coi là bản thể của nó, dù sao nó cũng không khác gì trẻ con mới sinh ra được hơn 10 ngày, Tử Điện Ma Long Điểu đã dùng tinh huyết của mình để thai nghén ngựa huyết long, nó cương chiều đáp. Sai rồi, răng cửa mới là bản thể. Nhìn Tử Điện Ma Long Điểu tha ngựa huyết long đi, Lâm Nhất thầm phản bác một câu. Đợi đối phương biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Nhất không dám trì hoãn nữa, kể từ khi quần long thịnh yến kết thúc cho đến nay hắn vẫn chưa bế quan chính thức, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều trong quần long thịnh yến, vừa đạt được long khí hoàn chỉnh, vừa tìm được hai loại võ học tạo hóa trong bảo khố long vận. Chiến lợi phẩm kinh khủng như thế đương nhiên phải sử dụng triệt để. Trước đó Hàm Nguyệt nói không sai, luồng long khí kia không thể dùng để đột phá thiên phách, con đường thông thiên tập trung yêu nghiệt thiên kiêu của hàng nghìn vạn giới vực. Trong cuộc tranh tài vạn giới, mình phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trước thiên phách, ít nhất không thể thua những người này. Nếu không sẽ giống như Vũ Hạo Thiên, đạt tới thiên phách vẫn không có tác dụng gì lớn. Lâm Nhất không quá quan trọng cảnh giới. Rất dễ hiểu về vấn đề này, không vội vàng thăng cấp. Nếu không dùng long khí hoàn chỉnh này đột phá thiên phách, ngược lại dùng để tu luyện thanh tiêu kiếm quyết, với cấp bậc võ học tạo hóa thượng phẩm, tài nguyên mà kiếm quyết này tiêu hao là một con số trên trời. Hiện tại trong tay Lâm Nhất không còn nhiều tinh châu, tài nguyên khá thiếu thốn. Chương 3039 nhanh quá. Điều đáng lo duy nhất là liệu giữa thanh tiêu kiếm quyết và tử diên kiếm quyết có xung đột hay không. Hiện giờ kiếm quyết chỉ mới tầng 3 cơ bản nên không có vấn đề gì lớn. Nếu mình tu luyện thanh tiêu kiếm quyết thì chắc chắn sẽ đình lại tử diên kiếm quyết, với lại bây giờ tử diên kiếm quyết đã đạt tới tầng 12 đỉnh phong, còn thiếu 4 tầng nữa là sẽ viên mãn. Nỗi lo lớn nhất bây giờ là như thế, thanh tiêu kiếm quyết cần phải tu luyện, chỉ mới tu luyện 3 tầng mà hắn đã được rất nhiều lợi. Hơn nữa còn một loại kiếm pháp hoàn chỉnh khác nữa, nếu không có thanh tiêu kiếm quyết hỗ trợ. Uy lực của thanh tiêu thập tam kiếm sẽ giảm đi nhiều và không còn thần uy. Nhưng tử diên kiếm quyết cũng có lai lịch bất phàm, tuy không phải bản hoàn chỉnh nhưng dù sao hắn cũng đã tu luyện đến tầng 12 đỉnh phong. Nếu nó bị thanh tiêu kiếm quyết cắn nuốt, tử diên kiếm kình sẽ không thể sử dụng, thậm chí không thể thi triển tử diên kiếm quyết. Quyết định rồi. Suy cho cùng Lâm Nhất cũng không phải người thiếu quyết đoán, rất nhanh hắn đã có quyết định. Là võ học tạo hóa thượng phẩm, thanh tiêu kiếm quyết có cấp bậc cao hơn tử diên kiếm quyết quá nhiều, hơn nữa còn có thanh tiêu thập tam kiếm hoàn chỉnh,
không có lý do gì mà không tiếp tục tu luyện. Về phần Tử Diên kiếm quyết, nếu sau này tìm được công pháp hoàn chỉnh thì tu luyện cũng không muộn. Lâm Nhất hạ quyết tâm, khoanh chân ngồi xuống bên rìa khu vực cấm. Thanh Tiêu kiếm quyết có tổng cộng 10 tầng, võ học tạo hóa đến tầng 3 cơ bản chắc chắn sẽ khó nắm giữ. Hắn nhìn về phía ba ngọn núi hỏa diễm ở cuối tầm mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tập trung tinh thần nhìn thấy được tia kim quang lóa mắt kia, rõ ràng long khí của uy áp chân long chỉ là một luồng khí, nhưng Lâm Nhất lại cảm nhận được sự nhỏ bé của mình khi đứng trước mặt nó. Ba tầng đầu của Thanh Tiêu kiếm quyết chỉ là cơ bản, khá dễ tu luyện, qua tầng 3 sẽ cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần một lượng tài nguyên khổng lồ mà còn cần ngộ tính cực cao, nếu bất cẩn một chút thì kiếm quyết sẽ đột phá thất bại. Nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì ngũ tạng rạn nứt, kiếm thế được tạo ra từ Thanh Tiêu kiếm quyết rất khủng khiếp. Nhưng hắn có khí thần long, điều này chắc chắn sẽ không làm khó được hắn. Trong lòng Lâm Nhất dâng lên sự tự tin, hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển Thanh Tiêu kiếm quyết, một luồng chân nguyên màu xanh rồi rào đang cuộn trào trong kinh mạch như sông lớn. Khi Thanh Tiêu kiếm quyết được vận chuyển, Lâm Nhất đồng thời bắt đầu luyện hóa khí thần long, nhất thời trên người hắn tỏa ra thần quang xanh biếc. Khi hắn luyện hóa long khí, chân nguyên màu xanh chảy trong kinh mạch càng thêm lớn mạnh, như đang có thần linh làm cho kinh mạch của hắn bành trướng. Cùng lúc đó, từng đường kinh mạch màu xám bí ẩn như bị tắc nghẽn dễ dàng được đả thông. Quả nhiên là khí thần long, ngay cả Thanh Tiêu kiếm quyết cũng có thể đột phá dễ dàng như vậy. Lâm Nhất thầm mừng rỡ, lúc đầu còn hơi lo lắng Thanh Tiêu kiếm quyết khó tu luyện, bây giờ xem ra nó không hề khó như trong tưởng tượng. Chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Rừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, từng tia kiếm quang màu xanh nổ tung quanh người Lâm Nhất, Thanh Tiêu kiếm quyết thuận lợi đột phá lên tầng 4. Nhanh quá! Chương 3040 Tử Diên kiếm thánh. Dù Lâm Nhất đã đoán trước, nhưng không ngờ chỉ mới 3 ngày đã nâng võ học tạo hóa thượng phẩm lên một tầng. Thật khó tin, phải biết rằng trước đây hắn tu luyện Tử Diên kiếm quyết đã tốn khá nhiều thời gian. Hắn không biết rằng Tử Diên kiếm quyết đã làm cơ sở cho hắn, hơn nữa luồng long khí này quá thần kỳ, việc tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết có thể gọi là thần tốc. Rầm rầm. Ma bản âm dương kiên cố, hoa Tử Diên kết tinh từ băng và luồng khí xoáy màu xanh ở trung tâm vùng tử phủ đan xen thêm một tia sáng tím, thoạt nhìn như hai luồng khí xanh tím đang quấn quýt nhau, đuổi theo nhau nên mới tạo thành luồng khí xoáy xanh tím này. Màu xanh là gió. Màu tím là sấm. Kiếm quyết thăng cấp lên tầng 4 không chỉ dùng mộc sinh phong, có thể dùng mây tạo sấm, đây là dấu hiệu kiếm quyết đã đột phá lên tầng 4. Lâm Nhất nhớ lại nội dung của kiếm quyết, ngay lập tức hiểu rõ. Nhưng lúc này ở phía trên luồng khí xoáy không có gió lớn và cũng không có sấm chớp, thần thụ chưa xuất hiện, dị tượng chưa xảy ra. Nếu chỉ riêng Thanh Tiêu kiếm quyết tầng 4, có lẽ nó chưa thể so sánh với Tử Diên kiếm quyết của hắn. Dù sao đó cũng là Tử Diên kiếm quyết tầng 12 đỉnh phong. Lâm Nhất tập trung quan sát, ở trung tâm ma bàn được cô đọng từ nguyên dịch âm dương, đóa hoa Tử Diên kết tinh từ băng kia có tổng cộng 120 cánh hoa. Nó phức tạp, tuyệt đẹp khiến người ta sao xuyến, cánh hoa dao động tạo ra tiếng leng keng không dứt. Đẹp quá! Lâm Nhất rất không đành lòng, nếu như có thể tiếp tục tu luyện Tử Diên kiếm quyết thì hắn không muốn từ bỏ. Công pháp đã giúp hắn nổi tiếng khắp 4 phương, cùng hắn vào sinh ra tử, vực dậy từ bước đường cùng này. Tử Diên kiếm quyết giúp hắn tỏa sáng trong quần long thịnh yến, đứng trên đỉnh cao này không chỉ đơn giản là một loại kiếm quyết nữa. Nó là một phần truyền thừa, một phần lo lắng, ẩn chứa tình cảm gần như điên dại của Lâm Nhất. Nhưng chung quy nó vẫn không được hoàn chỉnh, Lâm Nhất nên sớm nghĩ đến việc võ học tạo hóa hoàn chỉnh không phải cảnh giới tiên thiên có thể tu luyện. Chưa tới 2 tháng nữa hắn phải tranh giành vé bước lên con đường thông thiên, 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tranh tài vạn giới. Cần phải có võ học tạo hóa hoàn chỉnh mới có thể sống sót, mới có thể tìm thấy Tử Diên kiếm quyết hoàn chỉnh ở thế giới kia. Tách! Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống không gian thần bí này, nhỏ vào hoa Tử Diên. Đây là một giọt nước mắt, trái tim của Lâm Nhất đang chảy nước mắt. Khi nước mắt nhỏ vào hoa Tử Diên, từng cánh hoa lần lượt nở rộ, khoe sắc thắm đẹp hơn bao giờ hết. Xin lỗi ngươi,
nhưng xin hãy tin rằng một ngày nào đó ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, giúp ngươi nổi tiếng ở thế giới kia, nêu cao tên của Tử Diên Kiếm Thánh. Lâm Nhất nói thầm, hắn đang thề với lòng, một lời thề đánh cược của kiếm khách. Dừng mạch suy nghĩ, Lâm Nhất tiếp tục luyện hóa luồng long khí kia, đưa nó vào luồng khí xoáy màu tím. Thời gian chậm rãi trôi qua, thấm thoát đã qua 7 ngày, dưới sự hỗ trợ của khí thần long, Lâm Nhất tu luyện Thanh Tiêu Kiếm Quyết đến cảnh giới tầng 5, màu xanh tím trở nên rực rỡ hơn, luồng khí xoáy chuyển động như hai con dao long quấn bên nhau không bao giờ biến mất. Thấp thoáng đã có thể nhìn thấy dị tượng gió và sấm giao nhau, đồng thời có một luồng kiếm kình đáng sợ bao phủ toàn thân hắn. Chương 3041 Tử Diên Kiếm Quyết vẫn còn. Rầm rầm. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, trên người bắn ra tia sáng phong lôi, từng tia kiếm quang dài 10 trượng lượn quanh những luồng khí phong lôi này, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Dị tượng kinh khủng làm cho sơn cốc này nổi gió, sấm chớp đùng đùng. Bỗng có một tia kiếm quang xẹt qua làm chấn động cả bầu trời, kiếm uy sáng rực như vị vương giả nắm giữ thiên hạ giữa trời xanh, tung hoành thế gian, khinh thường bốn phương. Đến lúc này Lâm Nhất đã cảm nhận được Thanh Tiêu Kiếm Quyết tầng 5 đã có thể đối đầu với Tử Diên Kiếm Quyết tầng 12 đỉnh phong. Thậm chí nó còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó lại nửa tháng trôi qua, luồng khí thần long hoàn chỉnh kia đã được luyện hóa triệt để. Thanh Tiêu Kiếm Quyết của Lâm Nhất đột phá lên tầng 6. Hai luồng khí xanh tím như dao long lập tức dung hợp với dị tượng gió lớn và sấm chớp, sau đó hóa thành một thân cây, bên trong thân cây phun trào kiếm khí mênh mông, được nuôi dưỡng bởi tia long khí cuối cùng. Thân cây xù xì được tinh luyện không ngừng nghỉ, màu thân cây dần trở nên thuần túy, chớp mắt đã cô đọng thành thân cây dài bằng bàn tay. Thân cây màu xanh trong suốt như viên ngọc quý nghìn năm. Trên thân có nhánh muốn mọc ra nhưng bị một luồng kiếm thế vô hình cản lại. Cuối cùng hắn vẫn không thể chân chính tinh luyện Tử Diên Kiếm Quyết đến cảnh giới tầng 6. Lâm Nhất biết đó là nơi chứa kiếm thế của Tử Diên Kiếm Quyết, nếu không phá kiếm thế này thì Thanh Tiêu Kiếm Quyết không thể chân chính đột phá. Phá! Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ rối loạn. Trong lòng Lâm Nhất rất do dự, không nỡ từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn phải đi tới bước này. Kiếm thế Thanh Tiêu ẩn chứa trong thân cây màu xanh trong suốt như viên ngọc quý nghìn năm ngay tức khắc chém nát đóa hoa Tử Diên tuyệt đẹp kia. Răng rắc. Khi hoa nát, Lâm Nhất như bị vạn kiếm xuyên tim, khóe miệng chảy máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Rầm rầm. Không có kiếm thế Tử Diên ngăn cản, thân cây màu xanh lập tức mọc ra 18 nhánh cây, thần thụ Thanh Tiêu dần lộ ra hình dáng ban đầu, nhưng cả cây trụi lùi, không có một chiếc lá nào. Thiếu vẻ xanh tươi tốt, thêm vẻ sắc bén lạnh thấu xương. Cây báu trong suốt như ngọc ẩn chứa sức mạnh phong lôi, mỗi nhánh cây là một tia kiếm khí phong lôi, có tổng cộng 18 tia kiếm khí. Mỗi tia kiếm khí phong lôi đều có uy lực hủy diệt, nó lập tức dung hợp với ý chí phong lôi của hắn, càng bùng nổ uy lực không thể tưởng tượng hơn. Hiển nhiên Thanh Tiêu Kiếm Quyết đạt tới tầng 6 đã vượt xa Tử Diên Kiếm Quyết tầng 12 đỉnh phong trước đó. Lâm Nhất thầm vui vẻ, nhưng lại cảm thấy không quá vui vẻ, bởi vì Tử Diên Kiếm Quyết đã không còn nữa. Nhưng vào lúc này, không gian ở ma bàn âm dương đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng ngôi sao lơ lửng trong không gian, nhìn kỹ thì thấy là những cánh hoa Tử Diên, không nhiều không ít, vừa đủ 120 cánh. Cánh hoa kết tinh từ băng lơ lửng trong không gian như sao trời, kiếm quang rực rỡ, vĩnh viễn bất diệt, không thể hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nhất lập tức mừng rỡ, không cầm được rưng rưng nước mắt. Vẫn còn. Tử Diên Kiếm Quyết vẫn còn. Dường như không chỉ vậy, Lâm Nhất chăm chú quan sát thì phát hiện 120 cánh hoa nhìn như phân tán, nhưng lại có vô số tơ kiến mỏng nối liền chúng với nhau, giống như một kiếm trận bao phủ thần thụ Thanh Tiêu. Hắn có thể cảm nhận được Tử Diên Kiếm Quyết không hoàn chỉnh, kiếm trận này nhìn như rộng lớn nhưng lại còn khuyết rất nhiều chỗ. Dù vậy nói vẫn rộng lớn bao la khiến người ta có cảm giác sợ hãi, không phải Thanh Tiêu Kiếm Quyết có thể so sánh. Trong bóng tối, những cánh hoa Tử Diên lơ lửng trên trời này nối thành một đại trận như có thần linh tồn tại. Chương 3042 Tử Diên Kiếm Quyết. Với tầm nhìn của Lâm Nhất cũng chỉ có thể nhìn ra một phần nhỏ, không thể suy đoán quá nhiều về kiếm quyết hoàn chỉnh.
Vậy là khi mình tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết nghĩa là đang tẩm bổ cho Tử Diên kiếm quyết. Cả hai đều tồn tại, nếu sau này mình tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết tới đỉnh phong, thậm chí có thể bù đắp rất nhiều thiếu sót của Tử Diên kiếm quyết, tương đương với việc xây dựng một nửa cơ sở. Lâm Nhất thầm phân tích, như vậy nếu sau này hắn tìm được Tử Diên kiếm quyết hoàn chỉnh thì sẽ đỡ được phần nào đó công sức. Kết quả này có thể nói là xoay chuyển tình thế, phải gọi là hoàn mỹ. Vốn dĩ Lâm Nhất đã chuẩn bị tâm lý Tử Diên kiếm quyết sẽ bị hủy diệt, nhưng bây giờ nó còn tồn tại, hơn nữa tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết còn có thể làm cơ sở vững chắc hơn cho Tử Diên kiếm quyết hoàn chỉnh sau này. Có lẽ là do cả hai đều là thuộc tính mộc, nếu là một loại võ học tạo hóa thuộc tính hỏa khác, e rằng sẽ không phải kết quả này. Lâm Nhất thầm suy đoán nguyên nhân nhưng không miệt mài theo đuổi, chỉ có thể tạm thời nghĩ là phù hợp thuộc tính. Hắn không đi sâu vào vấn đề này nữa, đột nhiên mở mắt ra, mắt sáng bừng lên, sâu trong mắt như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hư không, trong không khí còn có tia điện lập lòe. Lâm Nhất rời mắt về phương xa, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi hỏa diễm. Hắn vừa nhẩm niệm, thần thụ Thanh Tiêu ở vùng Tử Phủ bẻ gãy một nhánh cây rồi rơi vào tay Lâm Nhất. Xì, xì. Trên bàn tay lập tức có lôi quang chuyển động. Tia lôi quang này nhìn như không đáng chú ý, nhưng tất cả chúng đều như dao long bơi trong lòng bàn tay của Lâm Nhất, lòng bàn tay hắn không chỉ là lôi quang nữa mà là một biển kiếm được hóa từ sức mạnh phong lôi. Kiếm ý thương long bất diệt. Lâm Nhất thử xem lúc này có thể bùng nổ uy lực mạnh đến mức nào, không giữ lại quá nhiều. Ầm. Ngón tay búng lên, biển kiếm lôi quang trong lòng bàn tay bắn ra từ đầu ngón tay. Gần như trong tích tắc. Ngọn núi hỏa diễm mà Lâm Nhất đang nhìn lập tức bị chém trúng. Rầm rầm. Ngọn núi ở cuối tầm mắt thoạt nhìn không lớn, nhưng thực chất lại cao gần 1.000 mét. Ngọn núi sụp đổ tạo thành một cái hố to trên mặt đất rung lắc giấy lên ngọn lửa khổng lồ. Nhanh quá. Trong mắt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, hắn đã đoán trước được sẽ có uy lực như thế này, nhưng không ngờ kiếm quang màu xanh lại nhanh đến vậy. Chỉ trong nháy mắt. Một ngọn núi đã bị chém nứt, thậm chí còn nhanh hơn nháy mắt rất nhiều lần. Chỉ mới là một cái búng tay thôi, mình chưa dùng đến đạn chỉ thần kiếm, cũng không dùng Tử Diên kiếm quyết, nếu như dùng hết tất cả thì sẽ thế nào? Lâm Nhất suy tư, trong mắt chợt hiện ra vẻ phấn khích, hắn phải thử một lần mới được. Để xem khí thần long được luyện hóa này, để xem Thanh Tiêu kiếm quyết đạt tới tầng 6, để xem rốt cuộc một chiêu toàn lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Tử Diên kiếm quyết, chương 3043 dùng cây tạo gió. Lâm Nhất nhẩm niệm, đầu tiên là thôi động Tử Diên kiếm quyết, trong không gian của thần thụ Thanh Tiêu, những cánh hoa Tử Diên lơ lửng trên trời đều bay múa. Thanh Tiêu kiếm quyết. Ngay sau đó, Thanh Tiêu kiếm quyết bắt đầu thôi động, hai luồng chân nguyên dung hợp trong kinh mạch chảy đi khắp toàn thân. Trong phút chốc, cả người Lâm Nhất bắn ra kiếm quang vô cùng đáng sợ. Kiếm quang gồm hai màu xanh tím. Gió lớn lập tức nổi lên, sấm chớp lập lòe, chân nguyên cuồn cuộn tràn ngập toàn thân, Lâm Nhất cảm thấy cơ thể mình như sắp không chịu đựng nổi. Ánh sáng xanh và tím tỏa ra từ lỗ chân lông quanh quẩn quanh người Lâm Nhất, uy áp của Lâm Nhất lập tức tăng vọt, không có điểm dừng. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng bừng lên, ngón cái chậm rãi đè lên móng ngón giữa, chân nguyên cuồn cuộn như sông lớn chảy vào trong ngón tay. Ngón cái và ngón giữa đè lên nhau như chiếc cung thần hình trăng tròn, thủ thế chờ lao đi. Lúc này kiếm uy thương long bất diệt minh mông đang dao động giữa không trung, lôi quang trên vùng trời ấy lập tức nổ tung, gió nổi mây phun, một dị tượng đáng sợ đang biến đổi liên tục. Đạn chỉ thần kiếm. Khi khí thế đạt tới mức cao nhất, Lâm Nhất lập tức búng tay, 120 cánh hoa Tử Diên như sao trời trong cơ thể bay ra xếp sau lưng hắn. Khi hắn búng tay, tất cả cánh hoa đều nở rộ. Hơn 100 cánh hoa đồng loạt nở rộ tạo thành bức màn ánh sáng lộng lẫy. Vào thời khắc trăm hoa đua nở có kiếm khí bắn ra từ trong nhụy hoa. Ầm ầm. Ngọn núi hỏa diễm mà Lâm Nhất đang nhìn lập tức bị hơn 100 tia kiếm quang chôn vùi, giống như thác nước đổ xuống từ trên dải ngân hà. Khi bị chôn vùi, cả ngọn núi biến thành tro, san thành đất bằng. Đến khi kiếm quang tiêu tán, ba ngọn núi hỏa diễm trong khu vực cấm chỉ còn lại hai ngọn núi.
vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn há to miệng, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Quá khủng khiếp. Một cái búng tay đã san bằng một ngọn núi cao vạn trượng, Lâm Nhất kinh ngạc không nói nên lời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn nghĩ tới mô tả trong đạn chỉ thần kiếm, tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể chém rơi ngôi sao bằng một cái búng tay. Trước đây hắn chỉ nghĩ đây là cách nói phóng đại, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, có lẽ thật sự sẽ có một ngày chém rơi sao trời. Nhưng Lâm Nhất cảm thấy chiêu này không được tốt lắm, chân nguyên mà Tử Diên kiếm quyết ngưng tụ đã tiêu hao gần hết. Lúc thủ thế, tinh khí bị mài mòn rất nhiều, đầu hơi choáng váng, trán không ngừng toát mồ hôi. Hơi khoa trương nhưng cần tiếp tục cải tiến trong thực chiến, chứ nếu mình đánh một chiêu mà không trúng sẽ rơi vào thế yếu. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, nhếch môi mỉm cười. Thử lại hiệu quả kỳ diệu của thanh tiêu kiếm quyết thêm lần nữa xem. Dùng cây tạo gió. Thanh tiêu kiếm quyết thôi động, thần thụ thanh tiêu chợt xuất hiện sau lưng Lâm Nhất, quanh người hắn lập tức biến ra một lốc xoáy dài tận 10 trượng. Mây xanh hóa sấm. Chương 3044 sức tàn phá lớn thật đấy. Khi gió lớn rít gào, Lâm Nhất vừa nhẩm niệm, sấm chớp lập tức xuất hiện. Lốc xoáy xoay tròn lập lòe tia điện, không ngừng phát ra tiếng lốp bốp. Nhìn từ xa lốc xoáy màu tím này cực kỳ đáng sợ, nó khuấy động tầng mây, gió lớn thổi mạnh, sấm chớp đùng đùng. Kiếm. Lâm Nhất bình tĩnh điều động kiếm ý thông linh tiểu thành đỉnh phong, lốc xoáy tử điện này lập tức đứng lặng giữa đất trời như một thanh kiếm sắc. Đi. Lâm Nhất đứng trong gió quát một tiếng. Hô. Lốc xoáy tử điện vừa đi vừa rít, chớp mắt đã đi xa hàng nghìn mét. Tốc độ vô cùng nhanh, thật sự không thể tưởng tượng, nếu giao chiến với người khác sẽ có thể vừa công vừa thủ, khiến người ta không có cơ hội ra tay. Thêm 3 ngày trôi qua, Lâm Nhất đã củng cố thanh tiêu kiếm quyết ở cảnh giới tầng 6, ý chí phong lôi cũng có tiến bộ rất lớn. Đã đến lúc tu luyện thanh tiêu thập tam kiếm rồi. Lâm Nhất nghỉ ngơi một lát rồi lấy bí tịch ra đọc. Dù sao hắn vẫn phải dựa vào kiếm khi giao đấu với người khác. Một lát sau, hắn đóng bí tịch lại. 3 chiêu đầu tiên của thanh tiêu kiếm quyết chỉ là cơ bản, chiêu thứ 4 đến thứ 6 có uy lực mạnh hơn gấp mấy lần, chiêu thứ 7 đến thứ 9 có thể gọi là sát chiêu, mỗi nhát kiếm đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Chiêu kiếm thứ 10 đến 12 là chiêu tất sát, không ra thì thôi, một khi ra thì ắt sẽ thấy máu, một kiếm tất sát. Còn chiêu cuối cùng là cấm kỵ trong cấm kỵ, được gọi là bất tường. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất có thể gọi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cả huyền hoàng giới không ai có thể so sánh với hắn, tất cả đều bị bỏ xa. Dùng thiên phú này kết hợp với thanh tiêu kiếm quyết đã đạt tới tầng 6, khi Lâm Nhất nhìn lại thì phát hiện kiếm pháp này không phức tạp sâu xa như ban đầu. Ít nhất là trước chiêu tất sát, chắc hẳn tu luyện sẽ không khó lắm. Thanh tiêu xạ hiện. Sau 2 canh giờ nhắm mắt tĩnh ngộ, Lâm Nhất chợt mở mắt ra rồi bay lên không trung, xông vào khu vực cấm hỏa diễm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, táng hoa lập tức ra khỏi vỏ. Thần thụ thanh tiêu xuất hiện sau lưng, hóa thành một tia kiếm quang màu xanh bất tận lao đi. Uy áp hỏa diễm như dãy núi vừa định dung hợp thì bị chiêu kiếm này chém tan, mà Lâm Nhất không hề sử dụng kiếm ý thông linh. Sức tàn phá lớn thật đấy. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ về khu vực cấm này, hỏa diễm cuồn cuộn ẩn chứa khí tức viêm long có uy lực vô tận. Nếu không có kiếm ý thông linh áp chế, nếu hắn muốn đi lại trong đó dựa vào chiến thể thương long thì chỉ có một con đường chết, không ngờ chiêu kiếm này lại mạnh đến mức có thể chém tan uy áp hỏa diễm. Sau khi ý chí phong lôi ẩn chứa trong kiếm quang dung hợp với nhau quả thật quá cuồng bạo, nó còn hung ác hơn uy áp hỏa diễm này rất nhiều lần. Thanh mộc ngưng phong. Không đợi uy áp hỏa diễm trong khu vực cấm ngóc đầu trở lại, Lâm Nhất thi triển chiêu kiếm thứ 2, thần thụ thanh tiêu biến ra những tia kiếm khí linh động, tạo thành mấy chục khe nứt chằng chịt trong khu vực cấm hỏa diễm này, địa hình nơi đây gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khí phá vân tiêu. Chương 3045 tất cả là do tiểu tử này. Chiêu kiếm thứ 3 thi triển, Lâm Nhất phung kiếm chém ra, kiếm quang chém tầng mây trên trời thành hai nửa. Khi hạ xuống chém đứt ngọn núi hỏa diễm cách đó 1.000 mét. Răng rắc. Đất đá bay mù trời, lôi quang xẹt qua,
vết chém ngay giữa ngọn núi kia như có sẵn từ thời xa xưa. Điều khoa trương nhất là vết chém vô cùng trơn nhẵn, những ngọn núi ở hai bên hoàn toàn không bị tác động gì cả. Rõ ràng là lôi quang cuồng bạo nhưng lại tinh tế đến mức đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mới ba chiêu cơ bản nhất đã có uy lực mạnh hơn bá kiếm nhiều, nhưng nó vẫn còn kém xa bá trảm thiên hạ và kiếm phá sơn hà. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, chiêu thứ tư đến thứ sáu sẽ mạnh hơn rất nhiều, thể hiện được mặt đáng sợ của thanh tiêu thập tam kiếm. Lần đầu thi triển đã có uy lực như thế, có thể nói uy lực của võ học tạo hóa cực kỳ mạnh, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa hài lòng lắm. Ngoài vấn đề không thành thạo thì còn liên quan đến việc hắn không sử dụng kiếm ý thông linh. Thời gian 2 tháng coi như dư giả, Lâm Nhất dự định sẽ nắm giữ ý nghĩa chân chính từ chiêu thứ tư đến thứ sáu và ít nhất phải nắm giữ một sát chiêu trước khi đến núi Huyền Hoàng. Về phần chiêu kiếm tất sát, có lẽ khi nào đến con đường thông thiên mới có cơ hội nắm giữ chân chính. Cùng lúc đó, trong Tử Nguyệt Động Thiên, Vũ Hạo Thiên đã bình phục, nhưng cả tông môn đều lo lắng, ai nấy cũng có sắc mặt rất khó coi. Mặc dù đã bình phục nhưng Vũ Hạo Thiên còn cách trạng thái đỉnh phong rất xa. Cú đấm kia của Lâm Nhất quá độc ác, thực lực của Vũ Hạo Thiên lúc này còn kém xa so với trước khi tham gia Quần Long Thịnh Yến. Để giành được vé đến con đường thông thiên trong trạng thái này chẳng khác nào người si nói mộng. Cho hắn ta nhận truyền thừa đi, nếu không hắn ta sẽ tàn phế mất. Trong phòng nghị sự của tông môn, một trưởng lão nhìn động chủ Tử Nguyệt Động Thiên, đề xuất ý kiến. Nguy hiểm lắm. Mặc dù Vũ Hạo Thiên có tu vi cảnh giới thiên phách nhưng hắn ta chưa trải qua kiếp thiên phách, cơ thể chưa đả thông một phách nào trong thất phách, hơn nữa hắn ta vừa mới bình phục không lâu. Nếu như thất bại, lần truyền thừa tiếp theo phải đợi đến 1000 năm sau. Nhưng nếu không nhận truyền thừa, e rằng ngay cả tư cách bước lên con đường thông thiên Vũ Hạo Thiên cũng không có. Ta cần phải xin ý kiến của ma sứ. Trong đại sảnh các trưởng lão thảo luận ầm ĩ, vẻ mặt ai cũng rất khó coi, nói đến cuối cùng thì căm phẫn bắt đầu chửi rủa Lâm Nhất. Tất cả là do tiểu tử này. Nếu không có hắn thì Vũ Hạo Thiên đã thuận lợi giành vị trí quán quân, luyện hóa luồng khí thần long kia để củng cố thực lực, còn nhận được bảo vật từ bảo khố Long Vân, kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ. Két. Đúng lúc này cửa phòng nghị sự đột nhiên được mở ra, một ông lão bước vào, tất cả mọi người kể cả động chủ đều lập tức tỏ ra cung kính. Bái kiến ma sứ. Ma sứ cũng chính là phụ thân của Khuynh Nhược U. Nghe đâu ông ta là người duy nhất đạt tới cấp bậc tinh quân ở cổ vực Nam Hoa, Khuynh Nhược U và Vũ Hạo Thiên đứng sánh vai sau lưng ông ta. Chương 3046 kỳ hạn 2 tháng đã đến. Ông lão lạnh lùng lên tiếng, không cần tranh giành, giờ tí đêm nay sẽ mở tế đàn tiếp dẫn truyền thừa. Còn vấn đề Vũ Hạo Thiên có chịu đựng được chấn động từ ma linh hay không là số phận của hắn ta, vốn dĩ thua trong tay Lâm Nhất đã không có quyền lựa chọn. Chết tiệt! Vừa nghe thấy tên Lâm Nhất là Vũ Hạo Thiên cảm thấy ngực đau nhói, nhưng trong mắt không có nhiều sát ý, hắn ta bình tĩnh một cách đáng sợ. Có vẻ như nỗi nhục ở Quần Long Thịnh Yến đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn ta, vẻ kiêu ngạo và tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất. Ma sứ lên tiếng, những người còn lại không dám có ý kiến khác. Chấm chấm chấm. Vũ Hạo Thiên bình phục, còn có cơ hội tiếp dẫn ma linh. Triệu Vô Cực cũng bị Lâm Nhất đánh trọng thương thì không may mắn như thế, hắn ta đã tàn phế, Tử Lôi Tông đã dùng vô số linh dược, mời huyền sư giỏi nhất đến cũng không thể phục hồi kinh mạch đã vỡ vụn của hắn ta lại như ban đầu. Khi thời hạn 2 tháng càng lúc càng gần, Tử Lôi Tông bất đắc dĩ chọn từ bỏ. Trong tình huống này, dù có cứu được thì có lẽ thực lực của hắn ta cũng yếu đi, để giành được tư cách bước lên đường trời là hoàn toàn không thể. Tiếp tục sẽ chỉ lãng phí tài nguyên. 10 yêu nghiệt đứng đầu Quần Long Thịnh Yến năm nay đều đang khẩn trương khổ tu, họ đều biết cơ hội cạnh tranh với nhân tài kiệt xuất ngoại vực rất xa vời. Nhưng dù xa vời thế nào cũng phải dốc toàn lực cược một lần, cơ hội này vạn năm khó gặp một lần, cơ duyên trong con đường thông thiên quá hấp dẫn. Chỉ cần có được một chiến lợi phẩm nhỏ thôi cũng là một may mắn lớn. Nếu được các tông môn siêu cấp ở thế giới kia chọn thì sẽ một bước lên trời, có thể tranh tài và học hỏi các nhân tài kiệt xuất Côn Luân. Trong thời đại hoàng kim này có mấy ai không muốn mình nổi tiếng?
kỳ hạn 2 tháng đã đến. Tại sơn mạch kéo dài vô tận ở biên giới cổ vực Nam Hoa có một ngọn núi nguy nga, hùng vĩ, cỏ cây mọc thành rừng, xanh tươi tốt. Đỉnh núi có vài bóng người lần lượt xuất hiện. Khi những bóng người kia đáp xuống, nhìn kỹ lại thì phát hiện toàn bộ đều là yêu nghiệt trong thập cường của quần Long Thịnh Yến lần này. Bốn người đầu tiên đáp xuống theo thứ tự là Bạch Lê Hiên của Càn Vân Tông, Khương Tử Diệp, Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc của Bắc Tuyết Sơn Trang. Thời điểm chuẩn bị xuất phát, những người này đều thu được Ngọc Giản do Thánh Minh truyền đến, bọn họ sẽ đi theo sự chỉ dẫn của Ngọc Giản để tụ hội tại đây, kế đó cùng nhau đi đến Huyền Hoàng Giới. Xem ra sau 2 tháng, hai vị đã có thu hoạch không ít. Phương Hàn Lạc nhìn quanh một lượt, rồi mở miệng phá vỡ sự im lặng. Hắn ta thoáng cảm giác được một luồng kiếm uy khá quen thuộc từ trên người Bạch Lê Hiên, lôi quang sâu trong mắt dường như bắt đầu khởi động, thoáng có một tia long uy, Phương Hàn Lạc nghi ngờ đối phương giống với Lâm Nhất, đều nắm giữ kiếm uy thương long, chỉ là không rõ đã đến cấp độ nào. Chương 3047 ít thật. Còn về Khương Tử Diệp thì khí tức hùng hậu, tu vi càng thêm sâu không lường được, dường như bất kỳ lúc nào nàng ta cũng có thể thăng cấp lên thiên phách. Tuy nhiên, rõ ràng là có được nội tình hùng hậu như vậy lại không có ý định đột phá, xem ra toan tính không nhỏ. E là không sánh bằng ngươi, Khương Tử Diệp cười nói, kiếm ý ẩn giấu trên người Phương Hàn Lạc gần như có thể sánh bằng Lâm Nhất lúc chưa tiến vào bảo khố Long Vân rồi. Ngươi muốn dò hỏi có phải ta đã nắm giữ kiếm ý thông linh hay không à? Trái lại, Phương Hàn Lạc khá thoải mái, hắn ta thở dài bất đắc dĩ, kiếm ý bán bộ thông linh của ta đã có tiến bộ, tuy nhiên, còn cách kiếm ý thông linh hoàn chỉnh một khoảng xa. Hiện tại, ta mới chính thức biết được rốt cuộc Lâm Nhất có bao nhiêu yêu nghiệt. Tạo nghệ kiếm đạo càng cao thì càng nhận ra được việc nắm giữ kiếm ý thông linh có bao nhiêu khó khăn. Hắn ta cũng không dám tưởng tượng lúc trước bản thân đã giao đấu cùng tồn tại khủng bố bực nào. Lời của Phương Hàn Lạc khiến ba người còn lại lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu nói thế, chẳng phải 2 tháng bế quan tiêu hóa những gì đạt được trong bảo khố Long Vân còn không sánh bằng thực lực của Lâm Nhất trước khi tiến vào bảo khố. Việc này, không khỏi khiến người ta có hơi tuyệt vọng. Trong lúc trò chuyện, lại có 2 bóng người đồng thời đáp xuống. Là Ô Tiếu Thiên và Trúc Thanh Sơn. 2 người này gặp nhau dọc đường nên dứt khoát kết bạn cùng đi, chỉ là không ai nói với ai lời nào, suốt cả một chặng đường khá là im lặng. Hề hề, đang nói chuyện gì thế, Ô Tiếu Thiên hưng phấn nói. Mọi người cũng không keo kiệt, bèn thuật lại những gì vừa nói cho Ô Tiếu Thiên nghe một lần. Khoa trương vậy sao, nói vậy 2 tháng trôi qua, Lâm Nhất sẽ mạnh đến mức nào, Ô Tiếu Thiên khẽ thở dài. Khương Tử Diệp lẩm bẩm nói, ta có nghe nói đến số lượng danh ngạch thiên lộ lần này, ngũ vực huyền hoàng chỉ có 8 danh ngạch. Ít thật. Khương Tử Diệp, yêu nghiệt bảng Long Vân ngoại vực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lần trước, Vũ Hạo Thiên đứng đầu Nam vực có thực lực tiến vào bảng 5 bảng Long Vân ngoại vực, còn Triệu Vô Cực và Viêm Long Tử thì dường như miễn cưỡng tiến vào bảng 10 cũng là chuyện khó khăn. Còn lần này thì khó mà nói được. Dù sao Lâm Nhất tồn tại vốn là một dị số, bảo khố Long Vân xuất hiện bởi vì hắn, mỗi một người chúng ta đều có được tạo hóa. Khương Tử Diệp trầm ngâm trong chốc lát rồi mới từ từ nói. Dường như nàng ta không muốn đả kích lòng tin của mọi người, dù sao thì Nam vực cũng xếp kế cuối trong huyền hoàng, ngay cả Vũ Hạo Thiên, lúc trước cũng chỉ miễn cưỡng mới tiến vào được bảng 5. E rằng bọn họ ngay cả bảng 10 cũng không tiến vào được. Muốn tranh giành 8 danh ngạch này quả thật có phần khó khăn. Cơ duyên duy nhất chính là lần này bảo khố Long Vân giáng xuống tại Nam vực, ngoại vực không hề có được tạo hóa bực này. Ầm ầm, ngay khi tất cả mọi người rơi vào suy tư, một cái vòi rồng mang theo điện quang xé rách tầng mây, không ngừng mở rộng trong tầm mắt mọi người. Những nơi vòi rồng tử điện đi qua, phong lôi gào thét, dường như tiếng gào thét kia đến còn nhanh hơn cả tia chớp. Đó là cái gì? Chương 3048 hình như càng ngày càng điển trai rồi. Cuồng phong sộc thẳng vào mặt khiến mọi người không mở mắt ra được, ý chí lôi đình đánh úp đến càng khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Mắt thấy vòi rồng tử điện sắp đổ ập xuống, cả đám như lâm phải đại địch, lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhưng một khắc sau đó, cuồng phong tiêu tán,
Điện quang biến mất trong tầng mây, một bóng người vác theo hộp đựng kiếm sau lưng từ từ rơi xuống. Đó chính là Lâm Nhất. Khi hắn nhận được ngọc giản của Thánh Minh thì đã không còn nhiều thời gian nữa, nên phải dựa vào vòi rồng tử điện để di chuyển mới không đến muộn. Lâm Nhất. Mấy người Bạch Lê Hiên vô cùng kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến dị tượng kinh người như thế lại phát sinh vì Lâm Nhất. Trước đó mọi người đều có ý nghĩ, sau 2 tháng, chắc chắn thực lực của Lâm Nhất sẽ có bước nhảy vọt, nhưng thật không ngờ là lại mạnh đến mức như vậy. Ngoại trừ sâu không lường được thì thật sự không còn ngôn từ nào có thể hình dung. Lâm huynh, thực lực của ngươi không khỏi quá khoa trương, nhìn không thấu nữa rồi. Phương Hàn Lạc cười khổ, nói lên tiếng lòng của mọi người. Lâm Nhất ôm theo ngựa huyết long lông tơ mềm mại hệt như một con sóc, chỉ mỉm cười, cũng không phủ nhận. 2 tháng trước, nhờ vào kiếm ý thương long bất diệt, những người khác dù có hợp sức cũng không phải đối thủ của hắn. Giờ đồng thời tu luyện thanh tiêu kiếm quyết cùng tử diên kiếm quyết, lại luyện thành thanh tiêu thập tam kiếm, thực lực của hắn đã sớm bỏ mặt những nhân tài kiệt xuất khác của Nam vực một cái hào rộng, hơn nữa còn không cách nào vượt qua được. Nếu nói chính thức giao đấu thì e rằng chỉ có những kẻ đứng đầu bảng Long Vân ngoại vực mới mang lại cho hắn một chút áp lực. Lâm Nhất ca ca, hình như càng ngày càng điển trai rồi. Giữa rừng núi vang lên tiếng cười lanh lảnh. Nguyệt Phi Vi mặc một thân áo đỏ hệt như phượng hoàng bay múa trong rừng, kế đó đáp xuống trước mặt mọi người. Mắt mọi người tỏa sáng, 2 tháng không gặp, việc Lâm Nhất càng ngày càng điển trai cũng không rõ ràng lắm, nhưng trái lại, yêu tinh kia càng lúc càng mê người, đôi mắt thanh tịnh như phủ một tầng xương càng khiến người khác không dám nhìn quá lâu. Không bao lâu sau, Vũ Hạo Thiên cũng đến. Thương thế của hắn ta đã hoàn toàn khôi phục. Vẻ ngoài không thay đổi nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u hơn rất nhiều. Trên người hắn ta bộc lộ khí tức cực kỳ quái đản, mang đến áp lực cực lớn, khí chất dường như thay đổi thành một người khác. Không còn thái độ ngông nghênh hống hách, coi trời bằng vung như trước nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng âm u, rất giống với Trúc Thanh Sơn, nhưng so với hắn ta còn âm u hơn, khiến người khác không dám đến gần. Nhìn thấy hắn ta, mọi người đều lộ vẻ kỳ quái, vô thức kéo giãn khoảng cách với người này. Hề hề, Vũ Hạo Thiên nhếch miệng cười, có vẻ lơ đễnh, thậm chí hắn ta cũng không liếc nhìn Lâm Nhất. Chương 3049 không ai lên tiếng. Lâm Nhất nhíu mày, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Vũ Hạo Thiên, nhưng cũng không chủ động nhắc đến. Đến lúc này, trong thập cường của Nam vực, ngoại trừ Triệu Vô Cực thì tất cả đều đã có mặt đông đủ. Mọi người đều có ý nghĩ riêng của mình. Lúc này, một con yêu thú loại phi cầm toàn thân vàng chói chở theo một ông lão mặc phục sức của Thánh Minh phá vỡ tầng mây, lao xuống nhanh như chớp, phút chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt cả đám lập tức trở nên nghiêm túc, không ai lên tiếng. Triệu Vô Cực không chết, tuy nhiên tu vi đã bị phế, Tử Lôi Tông quyết định từ bỏ cơ hội lần này, ông lão áo đen thản nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Lâm Nhất với ánh mắt kinh ngạc, chỉ một kích mà đã hoàn toàn phế bỏ Triệu Vô Cực. Lão phu tên Thanh Đồ, lần này ta sẽ dẫn mọi người đến núi Huyền Hoàng, đi thôi. Ông lão áo đen nhìn mọi người một lượt rồi giới thiệu bản thân. Vèo. Mấy người Lâm Nhất bay vọt lên trời, lần lượt đáp xuống lưng yêu thú loại phi cầm, so với tưởng tượng của bọn họ, trên này còn rộng lớn hơn rất nhiều. Đi thôi. Thanh Đồ trưởng lão ngồi trên đầu yêu thú phi cầm, khẽ vỗ một cái, yêu thú lập tức vỗ cánh. Yêu thú phi cầm mà bọn họ đang cưỡi là Kim Huyền Điểu, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, trong lúc phi hành, tất cả lông vũ của nó đều có linh văn bắn ra, đó là linh văn trời sinh, khi linh văn bắn ra, có hào quang bộc phát, ngưng kết thành một trận pháp khá là phức tạp bao bọc khắp toàn thân nó. Ở hai cánh, trận pháp không ngừng vận chuyển. Dường như đang cắn nuốt linh khí thuộc tính phong trong thiên địa, cực kỳ huyền ảo. Trên đường, Thanh Đồ trưởng lão giảng giải kỹ càng quy tắc tuyển chọn cho tất cả mọi người, đồng thời giới thiệu đôi chút về các ngoại vực khác. Núi Huyền Hoàng, có thể nói là thánh sơn của Huyền Hoàng giới, rộng lớn hùng vĩ, vô cùng thần bí. Dưới chân núi Huyền Hoàng có một tòa thành tên là Cô Hà, không thể tùy tiện đặt chân vào lãnh địa của núi Huyền Hoàng. Nhưng thành Cô Hà thì lại khá là náo nhiệt,
có thể xem như thành trì phồn hoa nhất huyền hoàng giới. Mục đích chuyến đi lần này chính là thành Cô Hà, mọi người sẽ nghỉ chân trong thành vài ngày rồi mới tham gia khảo nghiệm tuyển chọn. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhất nghe nói ngoài Nam Vực, huyền hoàng giới còn có Bắc Lăng Vực, Tây Sơn Vực, Đông La Vực và Huyền Vực. Ngũ vực huyền hoàng lấy huyền vực đứng đầu, Nam Vực đứng cuối, giữa bốn vực khác không chênh lệch nhau quá nhiều, còn Nam Vực thì đang dần suy vong theo năm tháng. Nó đã sắp bị lãng quên, còn được gọi là vùng đất bị vứt bỏ. Theo lời Thanh Đồ trưởng lão, các nhân tài kiệt xuất bảng Long Vân của những ngoại vực khác cũng có thực lực mạnh hơn đợt trước, đặc biệt là những người đứng đầu bảng của các vực, họ không thua kém Lâm Nhất chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Cuộc tuyển chọn lần này chắc chắn sẽ rất kịch liệt, kể cả Lâm Nhất cũng chưa chắc có thể thông qua khảo hạch và giành được vị trí cuối cùng. Sắc mặt của mấy người đều trở nên nặng nề, 8 vị trí. Nếu quán quân bảng mỗi vực đều chiếm một vị trí thì chỉ để lại cho họ 3 vị trí. Chương 3050 có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Số lượng có hạn, hầu hết các ngươi nhất định sẽ bị loại, nhưng nếu thể hiện xuất sắc thì cũng có thể giành được tư cách tu luyện ở núi Huyền Hoàng. Mặc dù không được đi con đường thông thiên, nhưng không phải không có cơ hội đến thế giới kia, chỉ là kỳ ngộ và tạo hóa sẽ ít hơn rất nhiều. Thanh Đồ trưởng lão quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Lâm Nhất, Lâm Nhất, trong đại thế vạn năm khó gặp này, ngươi đừng làm Thánh Minh Nam vực mất mặt. Nếu cổ vực Nam Hoa không giành được vị trí nào, thể diện của chúng ta sẽ rất khó giữ. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắn khá tự tin về việc mình có thể giành được một vị trí, nếu không sẽ rất có lỗi với tạo hóa mà hắn đã nhận được ở Bảo Khố Long Vân. Vũ Hạo Thiên cười mỉa mai, nếu không may bị cao thủ huyền vực vây công, muốn giành được vị trí cũng không phải chuyện đã chắc chắn. Mấy người khác nghe vậy đều nhìn qua với vẻ mặt không mấy tốt lành. Thời điểm này nhân tài kiệt xuất của Nam vực nên đoàn kết đối ngoại, chưa đấu với nhân tài kiệt xuất ngoại vực mà đã nội chiến thì cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Nhất suy tư, Nguyệt Phi Vi nói rất đúng, tiểu tử này may mắn không chết hai lần, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành họa lớn. Lần sau gặp không thể cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào. Ta chỉ nói bừa thôi, Lâm Nhất, ngươi đừng để bụng. Vũ Hạo Thiên nhún vai, không nghiêm túc cười bảo. 7 ngày sau, nhóm người Lâm Nhất đi theo Thanh Đồ trưởng lão thuận lợi đến thành Cô Hà dưới chân núi Huyền Hoàng. Trong khoảng thời gian này Vũ Hạo Thiên im lặng hơn rất nhiều, trông hắn ta rất trầm, vô cùng kỳ lạ. Lâm Nhất khá bất ngờ trước thái độ của hắn ta. Người này giỏi nhẫn nhịn thật đấy. Trước khi Quần Long Thịnh Yến kết thúc, hắn ta đã suýt bị hắn đánh chết, chưa kể còn phải quỳ trước mặt hắn và bị sỉ nhục. Lúc này hắn ta chỉ nói kháy vài lời, thậm chí không để lộ sát ý, hiển nhiên thay đổi này càng khiến người ta e dè hơn. Sau khi đến thành Cô Hà, mọi người vào thành nghỉ ngơi và đợi nhân tài kiệt xuất của các vực khác đến. Trong mấy ngày này, mỗi lúc rảnh Lâm Nhất đều sẽ đi khám phá sức hấp dẫn của thành Cô Hà. Là trung tâm của huyền hoàng giới, quả thật nó rất rộng lớn và hoa lệ. Người qua kẻ lại đều là cao thủ của các vực ở huyền hoàng, cao thủ thiên phách đâu đâu cũng có. Thậm chí Lâm Nhất còn phát hiện một số cao thủ thiên phách đã độ kiếp, hơi thở của họ quá khác biệt so với cao thủ thiên phách chưa độ kiếp. Độ chênh lệch lớn như giữa trời và đất, tạo thành cú sốc khá lớn cho Lâm Nhất. Điều đó làm hắn biết chỉ đạt tới thiên phách cũng không có ý nghĩa gì, thực lực không mạnh sẽ không thể dẫn tới kiếp thiên phách, ngay cả ngón tay của người ta cũng kém xa. Vài ngày sau đó, khi nhân tài kiệt xuất bảng Long Vân của các vực khác lần lượt đến, sự bình tĩnh của thành Cô Hà dần bị phá vỡ. Tin đồn con đường thông thiên, cuộc tranh tài vạn giới cũng nằm ở tòa thành trì cổ xưa này vừa truyền ra đã dấy lên sóng to gió lớn. Trong thành ai ai cũng bàn tán về chuyện này. Quán quân bảng của các vực đều bị tìm hiểu chi tiết đầu đuôi gốc rễ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.